Xin kính chào các bạn. Chúng ta bắt đầu chương trình các bạn nhé. Cho tôi gửi lời chào tới tất cả các bạn buổi tối. Ngày hôm nay là ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 8 năm 2021. Chúng ta lại có một cái hẹn cùng với nhau. Đó là một chương trình hết sức là thời sự. Khi mà bạn làm F0 thì bạn sẽ ra sao? Recording in progress. Và tôi có một cái đề tài này thì trước khi vào phần chương trình thì tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tên tôi đầy đủ là Ngô Quốc Hùng. Năm nay thì ngày hôm nay là ngày chính thức tôi trở thành cái người tự do, tức là sau 34 năm công tác ở trong ngành, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi về hưu. Nhưng mà về hưu không có nghĩa là cái nhiệm vụ của một người thầy thuốc chấm dứt, mà tôi cảm thấy là mình đang có một cái sứ mệnh, đó là phải bằng một cái cách khác để mà có thể bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người cùng tham gia chung tay chống dịch COVID. Đó là chúng ta cùng nhau ở trên một cái mặt trận về tuyên truyền, làm sao cho mọi người có một cái kiến thức đúng và một cái cách nhìn nhận đúng, đâu là gốc, đâu là ngọn, thì chúng ta sẽ có cách giải quyết và thanh toán được bệnh dịch COVID cùng với tất cả đất nước một cách loan truyền dễ hơn. Và tôi tin rằng ngày hôm nay tất cả các bạn chúng ta cũng sẽ hợp tác cùng với tôi để xây dựng một cái môi trường Zoom thật là lành mạnh. Xin hãy kiểm soát micro của mình và đừng có vẽ hay là đừng có comment những cái điều mà phản cảm hay là nhạy cảm lên trên cái khu vực trong lúc mà chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn để cho cái nội dung rất là quan trọng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Và trong 34 năm làm chuyên ngành về hồi sức cấp cứu thì tôi thấy rằng bệnh nặng luôn luôn là một cái vấn nạn của nghề y. Nhưng mà bệnh COVID là một cái bệnh nặng và là bệnh dịch đặc biệt, thuộc loại nguy hiểm đặc biệt, bởi vì tính sát thương của nó. Và ngày hôm nay thì cả đất nước chúng ta đã thống kê là trên 100.000 ca mắc bệnh rồi, và số lượng ca chết nó cũng tăng lên từng ngày. Nhưng mà chúng ta không có phải là nói những cái con số bi quan đó ở đây. Mục tiêu ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau tỉnh táo, nhìn lại là mình có thể làm được gì vào trong cái lúc này, đặc biệt là đối với những ai mà đang là trường hợp F0, chúng ta có thể bắt đầu cho cái công tác phòng chống dịch COVID cùng với là tất cả mọi người. Và mời các bạn cùng tôi trong cái chương trình ngày hôm nay. Chủ đề mà ngày hôm nay tôi muốn nói đó là cội nguồn của vấn đề về phòng chống dịch, đó là hệ miễn dịch của chính chúng ta. Do đó đó thì cái câu hỏi đặt ra trong cái chương trình này với cái chủ đề này đó là bạn làm gì khi mà bạn là FO? Nhưng mà thực sự không phải là bạn FO thì bạn mới làm gì, mà chúng ta sẽ nhìn nhận lại trong cái bối cảnh này hệ miễn dịch của chính mình, và mình biết được cội nguồn gốc của cái việc phòng chống bệnh tật nó sẽ nằm ở cái chỗ chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho cái hệ miễn dịch của mình. Và khi mà chúng ta thấy là trong cái tình cảnh này thì vấn đề về cải thiện sức khỏe tổng thể của bản thân rất là quan trọng. Do đó chúng ta cùng một lần nhận lại về toàn bộ cơ thể chúng ta trong thời gian qua. Mình khảo nghiệm thử xem mình đã chuẩn bị gì cho cái sức khỏe của mình, và mình cần phải có những cái vũ khí nào mạnh mẽ để có thể chống lại bệnh dịch trong cái thời buổi ngày hôm nay. Và nội dung buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một số cái vấn đề mà chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại. Thứ nhất đó là chúng ta nhận diện lại con COVID và các cái bước mà con COVID nó có thể lây nhiễm, bằng cái phương pháp nào mà nó có thể lây nhiễm vào trong cơ thể của chúng ta. Điều thứ hai là các hàng rào để mà chặn những cái con virus đó từng căn nó như thế nào. Thứ ba, đó là mấu chốt trong cái vấn đề phòng dịch hiện nay, đó là gì? Tức là cái điểm gốc là ở đâu, điểm ngọn là ở đâu, để cho chúng ta biết chúng ta định hướng trọng điểm trong cái công tác phòng chống dịch này. Bởi vì công tác phòng chống dịch này là của mỗi người chúng ta. Và điều thứ tư, đó là đỉnh điểm của sự lo lắng, F0 là gì? Và giải pháp đẩy lùi COVID cho những cái người F0 như thế nào. Và thứ năm đó là một hỏi và đáp,
Do đó là các bạn hết sức tập trung, tôi có thể là sẽ đi nhanh ở trong cái phần lý thuyết để chúng ta có thể gặp gỡ nhau nhiều thời gian hơn các bạn nhé. Đầu tiên đó là đứng trước một cái thực trạng mà tôi đã theo dõi những ngày qua ở trên Facebook. Đây là đầu tiên ở phía bên trái chúng ta, đó là Facebook của bác sĩ Nguyễn Thái Hữu Tâm, là một bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là một nàng em của tôi nằm ở chuyên khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khi mà like về một cái tấm hình đi chơi ở một cái khu du lịch nào đó thì rất là nhiều người like, 262 like. Nhưng mà khi nói là tóm tắt về đại dịch ở COVID ở Việt Nam, mọi người nên biết thì hình như là chỉ có 6 like, 5 like thôi. Do đó là có phải là mọi người còn vẫn đang dửng dưng hay không? Và hàng ngày thì em nói là chiến đấu với những cái căn bệnh, và hàng ngày mình nhìn những cái người mà suy hô hấp rồi mình biết trước cái chết mà mình không có thể cản lại được như thế nào. Thì tâm lý của một bác sĩ ở cái khoa hồi sức cấp cứu mà khi làm ECMO, khi làm thở máy cho người bệnh sẽ sống trong cái tâm trạng như thế nào? Thì đây là một trong những người đồng nghiệp mà tôi rất là yêu thích, và tôi cảm thấy là rất là nhiều người đồng nghiệp của chúng tôi ở ngoài kia cũng đang làm những cái nhiệm vụ giống như là bác sĩ Thái Hữu Tâm. Một cái Facebook khác nữa của bác sĩ Hiền Phạm, đây là giám đốc của bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Long An. Thì cái câu mà tôi đọc và tôi cảm thấy là rất là xoáy sâu vào trong lòng của mình. Giá như đừng có COVID, giá như em có máy thở ôm ghì trong tay, ngủ nghiêng yên em nhé. Đây là một anh chàng thanh niên 31 tuổi, còn rất là trẻ, nhưng mà chồng của một người nhân viên và nhân viên y tế, và khi mà bị COVID thì cái vấn đề về phân bố máy thở vân vân, chúng ta thấy là biết là cái nguồn trang thiết bị về máy thở của chúng ta không phải là một cái nguồn dồi dào, và đây cũng là một cái ca tử vong ở tại Long An mà tôi cảm thấy là rất là đau lòng, nên cũng muốn cảnh tỉnh với mọi người rằng đừng nghĩ rằng cái này nó đang nằm ở chỗ nào đó, không phải là ở chỗ của mình, để cho chúng ta có một cái ý thức cảnh giác nhiều hơn. Một cái điều thứ ba đó là ngày hôm nay thì mình mới bắt đầu làm quen với những cái tấm che mặt, nhưng mà có rất là nhiều người đang ỷ y vào cái khẩu trang và cái tấm che mặt, khiến cho họ có thể làm những cái điều mà chúng ta thấy là chưa có an toàn. Do đó đó là cái hàng ngày những kể cả những người tiêm ngừa rồi, kể cả những người mà có một cái mặt nạ rất là vững chắc như chúng tôi thì vẫn phải là sao ạ? Vẫn phải liên tục 3 ngày là khuất mũi, phết họng là một lần để thử test và thử truy tham PCR để chẩn đoán lại coi là mình có bị mắc COVID hay chưa, mặc dù chúng tôi đã là những người tiêm ngừa 2 lần rồi. Do đó là các bạn thấy là chúng ta không có nên khẩn khoản, hay là chúng ta không nên coi thường cái tình cảnh này. Và như vậy thì COVID-19 là gì? Đây là một cái loại virus mà rất là nguy hiểm. Nguy hiểm bởi vì sao? Nó lại liên tục biến thể. Thì người ta thấy rằng khi mà cái đời đầu năm COVID năm 2019, tháng 12 năm 2019 đó, thì người ta thấy là nó có một cái phần, nó giống như là cái phần đuôi của ARN của nó, nó giống như cái phần của cái con HIV. Nhưng mà khi bây giờ biến thể Delta, đây là một đợt biến thể, và tôi nghĩ rằng sẽ còn những cái biến thể Theta, Gamma, những cái biến thể khác nữa ở phía sau, và cũng chưa biết là mức độ quái ác của nó như thế nào. Thì cứ đi qua từng cái quốc gia hoặc là đi từng cái vùng lãnh thổ thì nó sẽ tạo nên được những cái miễn dịch mới, những cái đề kháng mới, khiến là nó có những cái biến chủng mới và trở nên là cái tốc độ lây lan quái ác hơn. Do đó đó là COVID-19 mình sẽ nhận dạng những cái điểm chính của nó. Đó là gì ạ? Đó là một cái phần cấu tạo ở bên trong nhân của nó là những ARN thông tin. Có nghĩa là đây là mật mã di truyền của nó, là những cái ARN thông tin, không phải là như những cái tế bào của chúng ta cấu tạo bình thường. Đó là những cái ADN. Chính vì nó là ARN thông tin nên nó chỉ mang cái mật mã thông tin của nó đi vào trong tế bào của chính cái ký chủ, đặc biệt ở đây là con người của chúng ta, và nó xâm lấn chui qua màng tế bào để nó xâm lấn vào trong cái ADN của chúng ta, để nó mượn ADN của chúng ta sao chép ra những cái con virus khác. Đến khi mà nó sao chép hàng loạt những cái con virus ở trong cùng một tế bào, bởi vì nó nhỏ hơn tế bào, thì nó sẽ phá vỡ cái màng tế bào và nó tung ra để tiếp tục tấn công cho đến khi nó đủ số lượng và đủ nồng độ
thì nó sẽ gây bệnh ở trong cơ thể của chúng ta. Và cái thời gian từ cái lúc mà biến thể đời đầu của cái con COVID-19 nó là khoảng 7 tới 14 ngày. Thì bây giờ có thể là từ 1 cho tới 4 ngày thôi. À, đây là một cái điều mà chúng ta thấy là biến chủng Delta nó nguy hiểm tới mức nào. Một người mà chỉ cần tiếp xúc với một cái người lại có biến thể Delta của COVID-19 thì nó sẽ trong tới 4 ngày thì nó có thể phát. Anh Hồng ơi, bác sĩ Hồng ơi, em xin phép được ngắt một chút nha. Phòng Zoom mình á, là đang ở chế độ 300 á, thì rất là nhiều người muốn vào nhưng mà không vào được á. Em nghĩ bây giờ có một giải pháp là anh Hùng mở ra một phòng Zoom được không? Song song với anh Hùng nói á, để những người khác vào phòng Zoom kia. Bây giờ thì nhờ chị Như có thể hướng dẫn cho mọi người được không? Anh nhắn giùm em số điện thoại của Quân được không? Em lạc mất số của Quân. Quân nào ạ? Quân Huế, anh có cái Zoom của... Vâng. Dạ, dạ. Ok. Sẽ quá trời người không vào được anh. Dạ, bây giờ full 300. Cái phòng này đầu tiên là cái phòng này đầu tiên là phòng 1.000. Dạ. Do đó là không biết lý do vì sao mà lại là giới hạn 300. Dạ. Cái phòng này thì hôm qua anh Duy có nói là 1.000 nhưng mà hôm nay vào thực tế là chỉ được 300 thôi. Chắc là để sau buổi này mình sẽ kiểm tra lại thì nhé. Có thể kiểm tra điện thoại cho phòng huấn luyện của công ty về cái này được không? À được, được. Nhưng mà bây giờ liên hệ ai ạ? Bữa anh Hùng liên hệ ai ạ? Liên hệ với bạn Nguyên à. Bạn Thọ à? Có thể liên hệ lại. À ok. Với là bạn Nguyên hay là anh Phạm Gia Hải. Để báo okay. Về cái phòng này chỉ có 300. Thọ ơi, vậy Thọ làm nha. Có gì không được báo chị nha Thọ ơi. Vâng, cảm ơn em. Rồi, xin. Vừa gửi cái số điện thoại của bạn Hoàng Quân. Bạn Hoàng Quân ơi, liên hệ với chị Như nhé. Liên hệ với chị Như qua số Zalo hoặc là điện thoại Zalo để chúng ta bắt đầu tiếp tục hả các bạn? Thì có thể là mình sẽ nói chậm hơn một tí xíu để cho phòng Zoom có thể mở rộng hơn và người khác có thể vào. Và để tôi cũng nhắn tin báo cho công ty các bạn nhé. Recording stopped. Recording in progress.
Mình xin phép được tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục các bạn nhé. Về nói về phần chúng ta vừa nói xong về phần ARN của cái con COVID này, sang cái phần thứ hai là cái phần mà chúng ta có thể nhận diện ra được cái con COVID này và biến thể của nó là thông qua những cái giác này. Người ta gọi, có thể gọi là đây là những cái điểm nhô ra và đây là những cái gương mặt của nó, nhờ khiến mà chúng ta có thể nhận dạng được. Và khi mà chúng ta đã bắt đầu vào và nhận diện được những cái gương mặt này rồi, thì nó sẽ dùng những cái gương mặt này để mà nó tấn công vào trong màng tế bào của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta tạo ra những cái kháng thể, thì kháng thể đó hay là tiêm ngừa, thì nó cũng sẽ nhìn vào những cái gương mặt này để nó có thể nhận dạng ra, và nó lại nó ôm chặt những cái gương mặt này, khiến là cái con vi khuẩn nó sẽ bị tiêu diệt, và những cái bạch cầu khác nó sẽ gom những cái xác của cái con virus cũng như là bạch cầu hay là kháng thể để nó có thể thải ra bên ngoài cơ thể của chúng ta. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể dùng để mà chống lại với lại bệnh tật của chúng ta. Và những cái bề mặt này nó sẽ là những cái protein chúng ta được định danh, đó là những cái protein màng M, E hay là S. Do đó bản chất của cái con virus này nó là một protein. Và như vậy thì bản chất của kháng thể của chúng ta, khi mà chúng ta chích ngừa vào cơ thể một cách tự nhiên, nó có thể chống lại được với con COVID này, là cũng là những cái protein mà nó sẽ tương thích với lại đặc hiệu với protein S, M và E. Khi mà đi đến một cái vùng quốc gia nào đó, có thể là do cái thời tiết khí hậu, có thể là do tập quán, có thể do dinh dưỡng, có thể do mật độ về sức khỏe, hệ miễn dịch v.v. thì những cái bề mặt này từ từ á, nó sẽ có những, nó bị cơ thể của chúng ta sẽ tấn công. Và khi mà nó bị cơ thể của chúng ta tấn công thì nó cũng sẽ tạo ra những cái biến sự thay đổi trên những cái gương mặt này. Ví dụ là cái kháng thể màng M này nó sẽ ít đi và nó gia tăng cái hàm lượng của cái protein vỏ E này nhiều lên, hoặc là protein S này nhiều lên. Khi mà nó thay đổi về số lượng và nồng độ như vậy, khiến cho kháng thể không nhìn ra được nó. Và hiệu quả của cái kháng thể khi mà chúng ta tiêm ngừa, tại sao nó không đạt đến 100% là vì những cái lý do này. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại những cái hàng rào của cơ thể chúng ta về cái hệ miễn dịch để mà có thể chống lại với là con virus này như thế nào. Để cho, khi mà cơ thể của chúng ta trong một cái hoàn cảnh bình thường thì vẫn có một cái cơ chế tự nhiên để mà đẩy lùi lại sự xâm nhập của những cái tác nhân gây hại, để phòng chống bệnh tật và bảo vệ cho cái cơ thể của mình. Cho dù cái yếu tố đó là một cái chất hóa học, một cái chất cơ học, hay là một cái con vi khuẩn, virus, hay là một cái con nấm, thì tất cả đều bị cái hệ miễn dịch tự nhiên này nhìn ra và đẩy lùi cái sự xâm nhập nó trước khi nó có thể càng ngày càng tiến sâu vô hơn. Do đó cái việc quan trọng nhất là cái hàng rào, từng cái hàng rào chúng ta phải xây dựng lại vững chắc ở trong cái giai đoạn này. Do đó nếu như mà chúng ta thấy cái cơ thể của chúng ta mà nó để cho cái hàng rào bảo vệ những cái lớp thứ nhất nó bị vỡ ra, thì nó sẽ bị cái con COVID này nó sẽ xâm nhập vô cái lớp bảo vệ thứ hai. Cái lớp bảo vệ thứ hai mà lại tiếp tục bị thủng thì nó đẩy luôn vô luôn cái lớp bảo vệ thứ ba, và lúc đó thì cơ thể chúng ta nó sẽ bị nguy. Có nghĩa là hàng ngày cái cơ thể chúng ta đã bảo vệ chúng ta chủ yếu là lớp bảo vệ thứ nhất và bảo vệ thứ hai không đặc hiệu, chứ không phải là lớp bảo vệ thứ ba. Và lớp bảo vệ thứ ba là một cái lớp phản ứng đặc hiệu, thường là do chúng ta tiêm ngừa nó mới có. Còn bản thân là chúng ta chỉ cần dùng dinh dưỡng đầy đủ, khi mà lớp bảo vệ thứ nhất, thứ hai nó dồi dào thì lớp bảo vệ thứ ba nó cũng dồi dào. Đây là một trong những cái nguyên lý để cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay nếu mà chúng ta điều trị, chúng ta tập trung vào
chế biến những cái loại thuốc để mà diệt cái con COVID, hay là chúng ta tập trung vào cái việc tiêm ngừa để mà diệt con COVID, hay là chúng ta cách ly, giãn cách xã hội, đó là chúng ta bảo vệ, chúng ta đi làm cái phần ngọn. Có nghĩa là ở chỗ nào mà nó nổi lên thì chỗ đó chúng ta sẽ khu trú đó lại, chỗ nào nổi lên đó lại khu trú đó lại. Nhưng mà chỉ có khi nó nổi lên rồi thì chúng ta mới khu trú đó lại, còn trước khi nó nổi lên thì mỗi người chúng ta nó diệt như thế nào thì cái đó là chúng ta không biết được, cho đến khi thử ra và nó dương tính thì chúng ta mới biết được là lúc đó nó đã bắt đầu đi vào cái lớp bảo vệ thứ hai và bảo vệ thứ ba của chúng ta rồi. Do đó chúng ta cần phải hiểu điều này để mỗi người trước khi vaccine tới với chúng ta để có lớp bảo vệ thứ ba thì bản thân chúng ta phải kiểm thử lại lớp bảo vệ thứ nhất, lớp bảo vệ thứ hai cho chúng ta. Và khi mà lớp bảo vệ thứ nhất, lớp bảo vệ thứ hai của chúng ta vững chắc thì lớp bảo vệ thứ ba của chúng ta nó cũng sẵn sàng vững chắc để khi mà cái con virus vào, ví dụ chúng ta bị F0 hay là khi mà chúng ta tiêm ngừa thì cái nguyên vật liệu của lớp bảo vệ thứ ba nó có sẵn và nó sẵn sàng đáp ứng với tiêm ngừa cũng như là sẵn sàng đáp ứng với là cái con COVID, khiến là chúng ta khu trú ngay cái con COVID đó. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái lớp bảo vệ thứ nhất là gì. Đó là những yếu tố vật lý, những yếu tố hóa học và những yếu tố sinh học. Yếu tố lớp bảo vệ thứ hai đó là những phản ứng không đặc hiệu của cơ thể, và lớp bảo vệ thứ ba đó là những phản ứng đặc hiệu của cơ thể. Chúng ta sẽ đi vào từng lớp một. Lớp bảo vệ thứ nhất của chúng ta đó là các yếu tố vật lý, ví dụ như là da của chúng ta nè, niêm mạc của chúng ta nè, những cái biểu mô ở phía bên trong niêm mạc họng, niêm mạc má và đường chạy dọc theo cái đường hô hấp của chúng ta, thì đó là những cái hàng rào số 1 của chúng ta mà chúng ta cần phải bảo vệ. Thế thì đứng trước cái bệnh dịch COVID này, chúng ta phải kiểm tra lại da chúng ta có liền lạc không, cái da chúng ta nó có bị tổn thương không. Cái thứ hai là cái niêm mạc của chúng ta nó có liền lạc không, chúng ta có những cái vấn đề gì về niêm mạc không, ví dụ như là lở miệng, lở môi, hay là chúng ta hay bị chảy máu cam, vân vân, những thứ đó có nghĩa là lớp niêm mạc chúng ta nó không có bền vững. Và còn cái lớp thứ ba đó là biểu mô. Biểu mô thì chúng ta sẽ khó kiểm soát hơn, nhưng mà chúng ta sẽ giám sát được nó thông qua cái hoạt động của nó. Bây giờ chúng ta đi tiếp, đó là yếu tố hóa học. Yếu tố hóa học trong cái hàng rào số 1 này, đó là những cái dịch tiết bảo vệ cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là nước mắt nè, khi mà chúng ta có một cái bụi bay vào trong mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ bị chảy nước mắt. Và khi mà nước mắt chúng ta chảy ra thì khiến là nó sẽ bài tiết, nó rửa được cái con mắt của chúng ta và nó đẩy trôi luôn cái bụi bặm, hay là đẩy trôi luôn những cái con virus bay ra ngoài, làm cho cái con mắt của chúng ta nó không bị bệnh. Còn mồ hôi chúng ta thì sao? Có phải là lúc mà chúng ta sợ thì chúng ta hay đổ mồ hôi, nhưng mà thực sự hàng ngày không cần sợ thì da chúng ta vẫn đổ mồ hôi đấy, nhưng mà chúng ta lại không phát hiện ra được. Hoặc là khi nào chúng ta tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta mới thấy là có một cái sự đổ mồ hôi nhiều hơn. Và khi mà đổ mồ hôi nhiều như vậy, khi đổ mồ hôi nhiều như vậy thì nó sẽ bài tiết theo ở trong lỗ chân lông đó, những cái tuyến bã đó ở dưới da, nó sẽ giúp cho chúng ta thải ra ngoài những cái chất không mong muốn. Ví dụ những cái trường hợp mà ngộ độc thuốc trừ sâu, hoặc là những cái trường hợp uống rifampicin, thì mình thấy là cái da của chúng ta, nó mồ hôi của chúng ta nó sẽ có những cái màu. Ví dụ như là khi mà chúng ta uống rifampicin thì cái mồ hôi của chúng ta nó sẽ có cái màu đỏ, đó là cái màu chỉ thị của thuốc, nhưng mà đó là một cách để chúng ta biết rằng mồ hôi chúng ta nó có thể bài xuất được những cái chất độc. Như vậy thì nếu như cái con COVID nó nhỏ và nó chui vào lỗ chân lông thì sao ạ? Với cái sự bài tiết mồ hôi và da khỏe nó mới bài tiết mồ hôi được, thì nó cũng là một cách để nó rửa cái con COVID ở trên mặt da. Và ở trong cái mồ hôi cũng như trong nước mắt của chúng ta, thậm chí là ở trong nước bọt của chúng ta, thì nó chứa một cái chất kháng viêm, hay là còn gọi là kháng sinh, rất là hữu hiệu, đó là chất lysozyme. Thì lysozyme là một trong những cái chất mà tự nhiên ở trong cơ thể của chúng ta, nó có thể làm cho tạo nên một cái môi trường không thuận lợi cho những cái yếu tố gây bệnh, không có thể phát huy được tác dụng. Một điều tiếp theo đó là những cái yếu tố sinh học. Trên da của chúng ta sẽ có những cái con vi khuẩn,
bao gồm cả những cái con vi khuẩn có lợi và những cái con vi khuẩn có hại. Nếu như những con vi khuẩn có hại đó, mình giả định ở đây là con COVID, thì khi mà nó đáp lên mặt da cho chúng ta, nó sẽ gặp những cái con vi khuẩn có lợi và bản thân của những con vi khuẩn có lợi đó, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiêu diệt những cái con virus có hại, ở đây là con cái con COVID chẳng hạn. Thì do đó nếu mà cái da của chúng ta để có một cái độ pH tốt cho da, đó là từ 5.5, thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ giúp cho da của chúng ta bồi hoàn cái sức mạnh và nó giúp cho da của chúng ta duy trì được tiếp tục cái độ pH đó và giúp da chúng ta có thể diệt được những cái vi khuẩn khi mà vi khuẩn nó bám lên da của chúng ta. Đặc biệt mà chúng ta thấy hồi xưa, ví dụ như là da của chúng ta là cái em bé đó, da mặt nó rất là mỏng, rồi cái người lớn hung nó, cưng quá hung nó, khi mà hung xong á thì cái lát miếng hoặc là lát đồng tiền nó nổi ở trên gò má đây nè, và khi mà nó nổi lên gò má xong rồi á thì sẽ làm sao ạ? Cái da nó sẽ từ từ nó bong tróc ra rất là nhanh để mà nó tống được cái vi nấm đó ra khỏi mặt da, như là nhờ những cái yếu tố sinh học và những cái con vi sinh vật có lợi này, nó làm cho da chúng ta nó dễ bong tróc hơn để thải trừ cái vi nấm ra khỏi mặt da tốt hơn. Đó là cái cơ chế bảo vệ bình thường. Nên nếu mà chúng ta đã có một cái hệ thống da niêm và những cái yếu tố hóa học này tốt thì chúng ta cũng sẽ phát triển một cách rất là vững chắc cái sự sức khỏe của mình, cũng như là chúng ta ngăn được cái hàng rào sinh nhất rất là hiệu quả. Bây giờ thì con virus corona vốn là cái bệnh lý của đường hô hấp, thì chúng ta sẽ xem một cái bệnh lý của con đường hô hấp đó là gì ạ? Đó là nó sẽ vào phổi của chúng ta. Thì đây là cái hình ảnh của cái đường hô hấp của chúng ta. Trước khi mà cái con COVID đó nó bay vào thì nó phải qua cái màng họng của chúng ta. Khi nào là chúng ta nó bay được vào họng của chúng ta là khi chúng ta đưa cái tay của chúng ta lên trên miệng của chúng ta. Chứ thường thường một cái giọt bắn của một cái người khác mà dăng vô miệng của mình luôn thì chỉ có qua nụ hôn thôi. Do đó là thường là chúng ta sẽ hít vào nhiều hơn. Do đó khi mà mang khẩu trang thì chúng ta phải che cả mũi lẫn miệng, để chúng ta những cái giọt bắn từ mũi và từ miệng chúng ta không ra ngoài môi trường và từ ở những người khác nó không vào cơ thể chúng ta thông qua cái con đường mũi miệng này. Nhưng mà còn cái tai nhá, chúng ta chưa nói ở đây. Tai là một cái sự thuộc yếu tố ở da mà chúng ta đã nói ở trên. Thế thì khi mà nó vào cổ họng của chúng ta, nó sẽ có hai cái amidan, nó nằm chắn lỗ hai bên. Đây là cái đồn trú đầu tiên, đây là cái đồn trú cuối cùng của cái con COVID trước khi mà nó xâm nhập sâu hơn vào trong cái đường hô hấp của chúng ta. Nên nếu mà ai đó đã cắt hai cái amidan rồi thì coi như là chúng ta mất cái tuyến tiền phòng, biên phòng ở đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn cái amidan thì đó là một cái điều may mắn lớn, bởi vì cái amidan đó là những cái hạch bạch huyết rất là to của cái hệ miễn dịch của chúng ta. Nó sẽ nhận dạng ra được và nó sẽ tiết ra được những cái chất để mà nó bảo vệ cái cơ thể của chúng ta. Nên chúng ta thấy là tại sao amidan thường hay bị viêm là lý do đó. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Khi mà cái con virus nó rớt xuống dưới phế quản của chúng ta, thì con virus nó rớt xuống phế quản của chúng ta, nó sẽ gặp những cái tế bào lông chuyển ở trên cái thành của phế quản, khí quản của chúng ta. Đây là những cái tế bào biểu mô, và ở trên đó nó có những cái lông, nó giống như những cái lông tơ mịn, tương tự như những cái dung mao ở trong ruột của chúng ta. Và khi mà những cái lông mao, dung mao, lông mịn, lông chuyển này nó sẽ quét, và khuynh hướng là nó sẽ quét lên trên. Do đó khi mà chúng ta uống đủ nước, đặc biệt là uống nước ấm, nó không kích thích cái đường hô hấp của chúng ta lắm ha. Thì với cái nước ấm đó thì tế bào sẽ giúp cho cái tế bào biểu mô này nó nhiều nước hơn, và nó có thể là những cái tế bào làm loãng đồm ra, và những cái con COVID nó được những cái lông mao này, lông chuyển này, nó sẽ quét giống như cây chổi, nó sẽ quét lên theo cái nhịp hô hấp của chúng ta, nó sẽ quét lên ha, và nó cũng sẽ là một cái cách để tống ra ngoài. Hoặc là ở trên bề mặt của cái con những cái tế bào biểu mô này, khí quản, phế quản, thì nó luôn luôn nó sẽ chứa những cái bạch cầu và những cái anh chạm đồn bạch cầu đó nó sẽ nằm sẵn ở đây để nó phát hiện ra, thì cái bạch cầu nó sẽ là hàng rào thứ hai của chúng ta, nó sẽ phát hiện ra. Nên mình thấy là đôi khi chúng ta khạc đàm vào
chúng ta khạc đàm vào thì nó lại có là đàm màu xanh, hoặc là đàm màu rỉ sét, hoặc là đàm màu vàng, là do cái yếu tố gây bệnh của nó là vi khuẩn nào thì nó sẽ có một cái loại đàm tương ứng như vậy. Rồi bây giờ nếu như cái con virus corona này nó lại tiếp tục nó lọt vô sâu hơn, lọt vào những cái phế nang, ví dụ đây là những cái phế nang của chúng ta, thì phế nang của chúng ta là cái điểm cuối cùng mà nó có thể bắt đầu vô máu của chúng ta, là hàng rào thứ hai đặc hiệu rồi. Do đó đó là ở những cái phế nang này nó phải chắc. Khi mà những cái phế nang này muốn làm sao cho nó chắc, một là vai trò của vitamin A sẽ làm cho cái sự trơn láng ở trên cái thành phế nang, ở trong lòng phế nang của chúng ta. Thứ hai đó là vai trò của vitamin D. Do đó tại sao những người bị bệnh phổi thì thường hay là phải phơi nắng để cho những cái phổi của chúng ta nó giúp là tổng hợp vitamin D, vốn là có rất là nhiều ở trên mặt da. Khi mà nắng rọi vào thì vitamin D3 nó sẽ chuyển thành vitamin D4, và chính vì thế mà nó có thể giúp cho cái màng sinh vật tăng cũng như là cái lớp phế nang bao mặt đó nó vững chắc hơn trước khi cái con corona nó chui vào trong máu của chúng ta, hoặc là nó phá hủy cái phế nang của chúng ta. Thì nó lại gặp một cái yếu tố mà cản trở khác của nó, đó là macrophage. Macrophage đây là những cái con đại thực bào nằm sẵn đồn trú nó ở trong phế nang luôn. Thế thì con, nếu mà cái con COVID nó chạy vào tới trong đây thì ngoài cái chuyện là vững chắc do vitamin A và vitamin D nó bao bọc vững chắc cái màng ở bên trong phế nang, thì cái macrophage đó là những cái đại thực bào nó sẽ tiến tới để nó tiêu diệt những cái yếu tố ngoại lai. Ở đây đó là cái yếu tố của con COVID. Do đó chúng ta thấy là cơ thể của chúng ta ngay từ ở những cái hàng rào số 1 thôi, nó đã rất là nhiều yếu tố để giúp cho chúng ta, giúp việc cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đã lãng quên nó bằng cách là gì ạ? Khi mà chúng ta hút thuốc, khi mà làm tổn thương những cái màng này, làm giết đi những cái con macrophage, làm giết đi những cái tế bào lông chuyển, khiến là nó sẽ bị suy yếu đi. Và con COVID đó là cái cách để mà chúng ta mở cửa ngõ cho cái con COVID nó đi vào trong cơ thể chúng ta một cách rất là ngang nhiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là lớp bảo vệ thứ hai, khi mà nó đi tới phế nang rồi, bởi vì COVID đặc biệt là nó tấn công vào cái đường hô hấp của chúng ta, thì chúng nó sẽ gặp cái lớp bảo vệ thứ hai ở trong máu. Nó chui qua được cái thành màng phế nang mô mạch, nó vào máu. Thì chúng nó sẽ gặp những cái đại thực bào ở trong máu. Đại thực bào này nằm ở đâu? Một mặt là những cái đại thực bào nó di chuyển ở trong lòng mạch máu, nhưng mà một mặt khác thì những cái đại thực bào này nó sẽ là những cái đồn trú, thường trú ở trên suốt cái thành mạch máu của chúng ta. Mà mạch máu của chúng ta thì có 924.000 km mạch máu như vậy. Đặc biệt là cái lưu lượng mạch máu của phổi nó rất là lớn để nó trao đổi oxy. Do đó là những cái mạch máu ở phổi nó rất là nhiều. Và khi đó thì mình thấy là những cái tế bào đại thực bào nó sẽ là cái điểm mà không đặc hiệu lớp bảo vệ thứ hai, nó nhận dạng ra cái con COVID, lại tiếp tục nó sẽ chạy tới để nó diệt cái con COVID. Và trong lúc mà nó xâm nhập thì nó sẽ kéo theo những yếu tố khác xâm nhập. Do đó đó là những cái bạch cầu trung tính, vốn là những cái con vi khuẩn khác, thì sẽ bị con bạch cầu trung tính này nhận dạng ra để mà tiêu diệt. Thì cái lớp đại thực bào này là một cái lớp miễn dịch rất là tự nhiên, hàng ngày cơ thể chúng ta vẫn có, và nó vẫn đếm được một cái số lượng rất là rõ ràng. Ví dụ như là bạch cầu trung tính, nó tổng số lượng bạch cầu nó sẽ là khoảng từ 4.000 tới 7.000, và trong đó thì trên 1 mm khối máu nha. Và ở trong đó cái bạch cầu trung tính của chúng ta nó sẽ khoảng bao nhiêu các bạn biết không? Mà bạch cầu trung tính nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ khoảng là 70%. Nếu như nó trên 70% thì nó là nhiễm trùng, còn dưới 70% thì coi chừng nó là COVID ha. Bởi vì nhiễm siêu vi trùng thì bạch cầu trung tính nó không tăng, mà cái con lympho bào nó sẽ tăng. Thì trong cái lớp mà bảo vệ thứ hai này, chúng ta sẽ thấy là có những cái bạch cầu đơn nhân, nếu như chúng ta nhiễm những cái con dung sáng chẳng hạn. Nhưng mà có một cái tế bào nó rất là lưu động, nó gọi là NK, tế bào NK, hay là gọi là tế bào tiêu diệt tự nhiên, killer cell. Thì những cái tế bào tiêu diệt tự nhiên này, nó là những cái anh chàng giống như là đội lính cơ động. Nó chỉ cần phát hiện ra địch thôi là nó nhào tới và nó diệt. Còn những cái anh bạch cầu trung tính hoặc bạch cầu đơn nhân thì nó phải tùy từng loại
tùy từng loại, ví dụ vi khuẩn hay là virus hay là giun sán vân vân, thì nó bệnh những cái con bạch cầu đó nó sẽ mạnh hơn. Còn trong những cái trường hợp là NK, natural killer cell, thì nó sẽ không có chuyên biệt bất kỳ một cái loại nào hết đó. Miễn là vật lạ đối với cơ thể thì nó chạy tới để nó tìm diệt mà thôi. Do đó là chúng ta cần phải xem xét cái yếu tố là lớp bảo vệ thứ hai của chúng ta. Rồi, khi mà cái lớp bảo vệ thứ nhất của chúng ta bị lủng, khi mà lớp bảo vệ thứ hai của chúng ta bị lủng, thì cơ thể chúng ta vẫn còn một cái lớp bảo vệ thứ ba. Và đặc biệt lớp bảo vệ thứ ba này nó chuyên biệt cho con COVID luôn. Đó là gì ạ? Đó là những cái tế bào lympho. Khi mà chúng ta đối diện, cơ thể chúng ta đối diện với những cái con virus, thì lympho trong đó, đặc biệt là lympho B, tức là phản ứng bổ thể, nó sẽ tạo ra những cái kháng thể. Bình thường thì cơ thể chúng ta vẫn có những cái kháng thể này do những cái tế bào lympho tạo ra, nhưng mà nó sẽ là kháng thể để tiêu diệt những cái bệnh lý mà trong quá khứ chúng ta từng mắc phải, hoặc là những cái thuốc tiêm ngừa ở trong quá khứ mà chúng ta từng tiêm, thì cái kháng thể đó sẽ do lympho B tạo ra để tiêu diệt những cái vi sinh vật khi mà cái lần thứ hai nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Và cái kháng thể này thì nó còn một cái anh chàng nữa, đó là lympho T. Thì lympho T là lympho B và lympho T là đại diện cho cái lớp bảo vệ thứ ba ở trong cơ thể của chúng ta, bao gồm là tế bào lympho T hỗ trợ. Hỗ trợ là gì? Nó giúp bộc lộ cái con virus ra để cho những cái người khác thấy và chạy tới diệt. Và lympho T độc có nghĩa là chính lympho T là những cái anh chàng đặc nhiệm, nãy là anh chàng cơ động NK cell, thì nó là những cái anh chàng cơ động. Thì cái lympho bào T độc này nó là anh chàng đặc nhiệm chuyên để bắt cướp chẳng hạn, hoặc chuyên để bắt virus corona chẳng hạn, thì đó là cái anh chàng lympho T này. Và những cái con virus thì nó lại rất là thích tấn công do anh chàng lympho T này, bởi vì thứ nhất là nó mang tính mẫn cảm với cái anh chàng lympho T. Cái thứ hai là anh chàng lympho T có khả năng tạo ra được những cái kháng thể chuyên biệt, sử dụng được cái nguyên vật liệu mà chúng ta nạp vào để tạo ra những cái kháng thể chuyên biệt. Vậy thì kháng thể chuyên biệt đó là gì ạ? Kháng thể chuyên biệt đó chính là con virus. Nên cái lần đầu tiên chúng ta chích ngừa thì có thể là cơ thể chúng ta sẽ sử dụng một cái nguyên liệu. Hồi nãy nếu con virus đó là protein thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là protein để làm gì ạ? Để đối diện lại và kết hợp làm cho cái con bất hoạt cái con virus. Do đó đó là lympho bào T này nó sẽ dùng cái protein để nó tạo ra kháng thể IgG, IgM, IgE, IgA chẳng hạn, và nó chụp lấy cái con virus. Khi mà tiêm lần thứ nhất, khi mà chúng ta tiêm ngừa lần thứ nhất thì nó sẽ tạo ra được ví dụ như là khoảng 60% lượng miễn dịch. Khi tiêm ngừa lần thứ hai, nhắc nhớ lại cho nó thì nó tạo ra nhiều hơn 80-90%, và thậm chí là cái lượng này nếu mà đặc hiệu thì nó có thể kéo dài một số cái bệnh lý, nhưng mà đa phần thì cái kháng thể nó sẽ bị suy giảm dần theo thời gian. Nên nó có thể là tiêm mũi thứ 3 cách 1 năm, hoặc là tiêm mũi thứ 4 cách 5 năm vân vân. Hoặc là cúm mùa thì người ta cứ ngày 17 tháng 11 hàng năm, thì nhà nước của chúng ta có cái chương trình tiêm ngừa quốc gia về cúm mùa ở các cái bệnh viện lớn. Đó là một trong những cái điều để mà chúng ta nhắc lại cho lympho bào T và lympho B biết được và gia tăng cái lượng kháng thể để đề phòng những cái bệnh lý. Bởi vì cúm, cảm cúm nói chung thì nó cũng là cái cửa ngõ để mà nó kích phát những cái mối nguy hiểm tiềm ẩn ở trong cái cơ thể của chúng ta. Và từ đó thì chúng ta sẽ chết vì những cái mối nguy hiểm tiềm ẩn đó, nó bộc phát lên. Rồi, nếu như mà cái hiệu quả của cái kháng thể mà của chúng ta sinh ra mà nó lại kém như vậy, thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta phải bảo vệ nó bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải rèn luyện một cái cơ thể sức khỏe chung để cho cái số lượng lympho B, lympho T nó có sẵn. Thì khi mà nó gặp một cái, và cái nguyên liệu mà nó cần đó là protein, là những cái chất khác nhau, một lát tôi sẽ nói về cái phần này. Thì khi nó đầy đủ nguyên liệu và đầy đủ số lượng thì bất kỳ một cái nguyên nhân nào vào trong cơ thể của chúng ta
thì nó cũng có thể diệt được, kể cả khi mà chúng ta mắc phải hoặc là chúng ta tiêm ngừa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Tại sao khi mà mắc F0 thì cái người thổi còi Lý Văn Lượng, bác sĩ Lý Văn Lượng là cái người đầu tiên ở trên thế giới phát hiện ra có một cái bệnh dịch lạ và cảnh báo, và bác sĩ Lượng cũng bị chết. Là bởi vì khi mà là bác sĩ chưa chắc là có một cái hệ miễn dịch tốt. Các bạn nên nhớ như vậy. Và trong cái tình cảnh mà bác sĩ phải làm việc, đó là phải làm việc liên tục rất là nhiều ngày đối với là những bệnh nhân mà không biết đó là những cái bệnh lý chưa rõ ràng, nhưng mà bệnh nhân dần dần siêu hấp và chết, thì bác sĩ Lượng đã tham gia vào trong cái quá trình mà ngày đêm để trực bệnh đó, thì cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của mình nó cũng bị giảm đi. Nên khi bản thân của mình bị lây nhiễm từ cái con COVID đó thì bác sĩ Lượng cũng giống như tất cả những người khác đều có thể chết. Chứ không phải là bác sĩ thì không chết, hoặc là bác sĩ thì sẽ có hệ miễn dịch mạnh hơn là người khác. Chỉ khi nào bác sĩ có cái hệ miễn dịch tốt mà chuẩn bị mỗi ngày, chuẩn bị ngay từ đầu, thì khi đối diện với bất kỳ một cái con nào, kể cả cái con COVID, mới có đủ sức để mà có thể vượt qua được. Do đó là chúng ta cần phải coi lại ba cái loại miễn dịch của trong cơ thể của chúng ta. Loại miễn dịch thứ nhất đó là gì ? Đó là miễn dịch tự nhiên. Miễn dịch tự nhiên có nghĩa là bất kỳ trong hoàn cảnh nào cha mẹ chúng ta sinh ra thì chúng ta sẽ có cái miễn dịch này. Thì cái miễn dịch tự nhiên đó là tổng kết lại hàng rào thứ nhất và hàng rào thứ hai, bao gồm là da, đêm, những cái yếu tố lý hóa, những cái yếu tố biểu mô, những cái yếu tố vi sinh, những cái yếu tố bạch cầu đa nhân, đơn nhân, những cái lympho B và lympho T, NK cell. Đó là những cái tế bào miễn dịch tự nhiên nó có sẵn ở trong cơ thể. Nếu mà nó dồi dào số lượng, mà muốn cho nó dồi dào số lượng thì chúng ta cần phải rèn luyện nó. Chúng ta cần phải hàng ngày, chúng ta cần phải làm những cái điều tôi sẽ nói ở phần sau. Rồi, cái thứ hai là miễn dịch mắc phải. Miễn dịch mắc phải là khi mà chúng ta chưa có chuẩn bị, không có chích ngừa, mà chúng ta lại gặp ngay cái yếu tố gây bệnh đó, hay là yếu tố kháng nguyên đó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Ở đây là cái con COVID, chúng ta bị thụ động, hít phải cái con COVID vào trong người của chúng ta, và chúng ta trở thành cái người nhiễm bệnh. Chúng ta sẽ trở thành FO đây. Và khi mà miễn dịch mắc phải một cái thụ động như vậy thì cơ thể nó sẽ làm sao ? Nó cũng phải có một cái cơ chế tự nhiên để chống lại. Và nếu như mà chúng ta may mắn hơn tới cái miễn dịch chủ động, đó là chúng ta đã tiêm ngừa, thì khi mà chúng ta tiêm ngừa thì cơ thể chúng ta nó đã được cái kích hoạt và nguyên liệu sử dụng cái lympho B và lympho T, nó sẽ sản xuất một cái lượng kháng thể nằm sẵn. Thì một lát khi mà cái con COVID thiệt nó chạy vào trong cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta sẽ có sẵn cái lượng kháng thể và đáp ứng với nó, khiến cho cái bệnh nếu bị thì nó cũng nhẹ hơn, hoặc là triệu chứng nó không có bộc lộ ra luôn. Mặc dầu chúng ta vẫn có thể nhiễm cái con COVID sau tiêm ngừa, nhưng mà nó không đủ sức để gây bệnh cho chúng ta, bởi vì cơ thể chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái lực lượng để phòng chống nó rồi. Rồi, như vậy thì qua ba cái loại miễn dịch tự nhiên, miễn dịch mắc phải và miễn dịch chủ động, thì mọi người sẽ thích cái loại miễn dịch nào ? Chắc chắn là chúng ta sẽ thích cái miễn dịch tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mọi người đang chăm vô chỗ nào ? Miễn dịch chủ động. Mọi người bây giờ mới quán hoàng lên để đi tiêm ngừa. Nhưng mà thực sự thì thuốc tiêm ngừa chắc là còn phải một thời gian nữa thì mới có thể là 100% cái người dân Việt Nam. Tôi nghe là đưa cái chương trình tiêm ngừa, tiêm chủng quốc gia vào trong cái giai đoạn này rất là khẩn thiết, là có cái tiêm ngừa COVID này. Thì đó là một điều rất là may mắn. Nhưng mà bao giờ thì chúng ta sẽ được hưởng hết 100% người dân Việt Nam đều có được tiêm ngừa thì chúng ta không biết. Do đó cái việc quan trọng nhất là hãy khoan nghĩ tới cái chuyện tiêm ngừa. Nếu một lát tiêm ngừa thì mình nói sao? Nhưng mà chúng ta đang nghĩ tới là sao ? Nếu mà chúng ta ở cái trường hợp F0 thì chúng ta sẽ làm cái gì? Hay là trước khi chúng ta là F0 thì chúng ta cần phải củng cố cái miễn dịch hàng rào số 1 và số 2 như thế nào? Đó mới là cái mấu chốt của vấn đề. Nên cái phần mà F0 hay là cái phần tiêm ngừa, đó là cái phần ngọn. Nên tôi cho nó là màu tím hay là màu đỏ là như vậy. Còn cái quan trọng, cái nền tảng của chúng ta đứng lên trên đó, đó là cái miễn dịch tự nhiên của chúng ta. Thì nếu như mà nhà nước cấp những cái dinh dưỡng, hay là cấp những cái lối sống, tuyên truyền những cái lối sống sạch, vân vân,
một cách mạnh mẽ hơn nữa trong cái giai đoạn này, thì chắc chắn là cái hàng rào miễn dịch số 1 và số 2 nó vững chắc. Và khi đó mỗi người mỗi ngày đều có thể thực hiện được cho chính bản thân họ. Thì lúc đó khi mà là F0 hay là khi chừng nào có chích ngừa, thì cái chuyện đó là chúng ta sẽ theo tiến trình thời gian mà thôi. Bởi vì chúng ta đã rất là vững chắc ở cái khâu hàng rào số 1 và số 2 rồi. Nên mấu chốt của công việc phòng chống bệnh này là chúng ta cùng một lúc củng cố cả ba hàng rào miễn dịch của chúng ta. Nhưng mà nên nhớ rằng 1 cộng 2 thì lớn hơn 3. À, 3 là chúng ta cần phải 1 cộng 2 trước khi có 3. Và 1 cộng 2 thì lớn hơn 3. Nó nằm ở cái công thức này là như vậy. Và cái việc mà củng cố hàng rào miễn dịch này chúng ta có thể tự làm được. Chúng ta có thể tự cứu mình được mỗi một ngày thông qua những cái hoạt động hết sức là bình thường. Và hoạt động hết sức là bình thường đó thì tôi sẽ nói ở cái phần sau chương trình này. Và bây giờ chúng ta nói thêm một tí xíu về tiêm ngừa. Thì tiêm ngừa COVID để nhằm mục đích gì? Bây giờ chúng ta biết rõ rồi ha. Đó là xây dựng lên cái kháng thể cho cái hàng rào thứ ba. Như vậy thì loại vaccine nào thì chúng ta có thể được tiêm ngừa ở đây? Moderna hay là AstraZeneca hay là những cái loại khác, hay là những loại Việt Nam sắp ra, thì chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ được gặp những cái loại vaccine nào. Nhưng mà cho dù là gặp cái loại vaccine nào thì chúng ta cũng nên nhớ đây là một cái bộ phận hay là một cái mô phỏng bộ phận của cái con virus, hay là một cái con virus giảm độc lực, tùy theo cái hãng nó sẽ chọn cái tiêu chí nào. À, và khi mà với một cái lượng mà nó không thể gây bệnh được, nhưng mà nó trình diện được cái gương mặt của cái con vi khuẩn đó, và người ta chích ngừa vào trong cái cơ thể của chúng ta, thì khi tiêm ngừa vào cái vaccine COVID-19 đó, thì cơ thể chúng ta sẽ nhìn được cái gương mặt đó và nó tạo ra được cái immunoglobulin, cái kháng thể đặc hiệu cho cái con COVID-19 này. Do đó nếu mà chúng ta vay mượn cái con COVID, xin lỗi, cái kháng thể IgM-IgA gì đó của con bò, con ngựa, con gì được không? Không được, mà phải là chính chúng ta tạo ra cái vaccine, khi tạo ra cái kháng thể đó khi mà được tiêm vaccine thì nó mới có ý nghĩa cho chúng ta. Các bạn xin các bạn chờ tôi một tí xíu nha. Anh Hùng ơi, không có nghe được tiếng anh Hùng đó nha. À, vâng, mà tại vì mình tắt micro nên không nghe được tiếng. À, là bởi vì ban giám đốc của công ty thì cũng rất là quan tâm. Thành ra đó là cho hướng dẫn kỹ thuật cho chúng ta về cái quy trình này. Nhưng mà tôi thấy là phòng của chúng ta đang lên 508 người, 509 người rồi. Thì có nghĩa là các bạn đã khắc phục được sự cố này rồi, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn kỹ thuật nha. À, rồi. Bây giờ chúng ta nói thứ nhất là cái loại vaccine nào thì cũng được các bạn nha. Thứ hai, đó là chính cái đối tượng cần. Chính cái đối tượng mà cần cân nhắc khi mà tiêm ngừa đó là ai? Thứ nhất, đó là những người bệnh nền. Ví dụ tăng huyết áp, ví dụ đái tháo đường, ví dụ như là chúng ta bị những cái bệnh tai biến mạch máu não, vân vân. Chúng ta đang có những cái bệnh lý này. Thì đòi hỏi là chúng ta cần phải có yếu tố cân nhắc và khai báo. Điều thứ hai là cái đối tượng mà hay bị dị ứng. Ví dụ như ngày hôm qua có một bạn nhắn tin cho tôi rằng em bị dị ứng với mạc. Thì có thể là mặt giường, mặt nhà thì có thể chích ngừa được hay không? Dĩ nhiên là mỗi một cái yếu tố dị ứng nó sẽ rất là khác nhau. Và nó cũng không giống như là cái dị ứng ở trong cái vaccine COVID đâu. Nhưng mà thực sự là chúng ta cũng phải nên cân nhắc, nếu như cái hàng rào miễn dịch số 1, số 2 của chúng ta mà nó vững chắc, thì cái việc mà chúng ta dùng, thì chúng ta khi mà chúng ta chích vaccine đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng mà nên khai báo khi mà khám sàng lọc. Còn một số bạn khi tiêm ở trạm y tế phường, thực ra cũng là những cái đội lưu động, những cái đội giả chiến, những cái đội lưu động của huyện, quận hoặc là của thành phố, để mà tổ chức đi theo từng cái điểm, đội gọi là đội phản ứng nhanh để tiêm ngừa cho chúng ta.
Do đó là cũng có bác sĩ và sẽ khám sàng lọc cho chúng ta rất là kỹ lưỡng, hỏi một cái lịch sử cho chúng ta rất là kỹ lưỡng trước khi mà tiêm ngừa, và chúng ta phải ký vào trong đó về cái sự trách nhiệm của chúng ta thì chúng ta mới được tiêm vaccine, đồng ý của chúng ta thì chúng ta mới được thì người ta mới tiêm vaccine cho mình. Do đó là những cái đối tượng mà chúng ta cần nhắc nữa là gì? Suy dinh dưỡng nè, mang thai nè, rồi chúng ta vừa mới vừa khỏi bệnh nè, hoặc là chúng ta đang dùng một cái loại thuốc tây nào đó nè, những cái bệnh mãn tính mà chúng ta cần phải đang dùng một cái loại thuốc tây nào đó, và đặc biệt là những loại thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ như là những cái loại thuốc ung thư nè, hoặc là những cái loại thuốc mà corticoid chẳng hạn, thì những cái đối tượng này sẽ cân nhắc. Bởi vì khi mà tiêm vào thì nó sẽ làm giảm đi cái hiệu quả cũng như là tăng đi cái tác dụng phụ và thậm chí có thể gây sốc, giống như là những cái trường hợp sốc phản vệ và có thể tử vong. Do đó là chúng ta nên lưu ý trong cái tiêm ngừa là chính cái đối tượng cân nhắc đó thì chúng ta phải khai báo khi mà khám sàng lọc ngay các bạn nhé. Điều thứ ba đó là trước và sau khi tiêm thì nên chuẩn bị cái gì? Ngay ngày hôm nay là trước khi tiêm của bạn nếu bạn chưa được tiêm. Còn nếu mà ngay ngày hôm nay mà các bạn đã được tiêm rồi thì các bạn cũng nên chuẩn bị ngược trở lại. Đó là gì? Chuẩn bị cho hàng rào số 1 và hàng rào số 2. Chúng ta cần phải chuẩn bị một cái tâm thái rất là vững vàng. Một cái tâm lý mà sao động á, các cái rối loạn tình cảm, các cái rối loạn về đau đớn, lo âu, nó sẽ gây ảnh hưởng tâm lý bất lợi, khiến cho cái việc tiêm ngừa nó dễ xảy ra bất trắc hơn. Hoặc là cái người ta gọi là yếu tố cơ địa là như vậy đó. Hoặc là những cái người mà thường xuyên á, là cứ lo một cái cách hưởng thụ bản thân. Những cái cách hưởng thụ bản thân đó là gì? Họ thường xuyên là có một cái tâm thái là gọi là tự sướng nhiều quá đó ha, sống hơi ảo một tí, rồi tâm lý khoái lạc nè. Thì những cái người đó là những cái người mà hệ miễn dịch họ sẽ suy yếu hơn nhiều những cái người so với những cái người bình thường khác. Và những cái người mà sống dị tha thì cái tâm lý của họ khi mà bước vào cái tiêm ngừa này đó là một cái mà thuận lợi cho họ. Và cái việc quan trọng nhất đó là chúng ta nên cải thiện cái sức khỏe tổng thể của chúng ta trước và sau khi tiêm ngừa. Bởi vì chúng ta cần phải sống kỹ lưỡng hơn trong cái giai đoạn này. Mặc dù là trong giai đoạn này có thể là giãn cách thì cái nguồn thực phẩm tươi của các anh chị nó đang có một số nơi bị hạn chế, nhưng mà không sao hết, chúng ta có những cái loại thực phẩm có thể bổ sung vào được trong cái giai đoạn này. Và điều thứ ba, nếu như mà ai đó đã quá lo lắng thì chúng ta nên có những cái biện pháp bản thân mình và động viên những cái người cạnh bên mình, xoa dịu cái tâm trạng và hãy cho họ một chút ấm áp các bạn nhé. Hãy cho họ một cái sự quan tâm, một cái chút ấm áp xoa dịu tâm trạng của họ cũng như là bản thân mình, có thể là thiền hay là tập thở một cách rất là điều hòa để mà bắt đầu chúng ta bước vào một cái cuộc tiêm và sau cuộc tiêm nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn và đón nhận cái mũi tiêm nó một cách im dịu hơn, từ đó nó cũng tạo ra cho chúng ta một cái lượng kháng thể tuyệt vời hơn các bạn ạ. Rồi điều thứ tư là tại sao có những người mắc bệnh COVID sau khi tiêm, thì đây là cái giấy tiêm ngừa của tôi. Tôi đã tiêm ngừa đủ 2 mũi. Mũi thứ nhất của tôi là 12 tháng 3, mũi thứ hai của tôi là 6 tháng 5, tức là cách nhau khoảng 8 tuần. Thì khi mà tiêm ngừa xong rồi, tại sao mỗi 3 ngày chúng tôi phải lại thử khuếch mũi để thử lại một lần, hoặc là một tuần thì phải thử lại cái real-time PCR một lần? Bởi vì là khi mà bị rồi thì chúng ta vẫn có thể mang cái mầm bệnh, mặc dù chúng ta không bệnh nhưng mà chúng ta lại là trở thành cái vật trung gian truyền bệnh cho cái người khác. Do đó đó là rất là cần thiết cái việc là tiêm ngừa rồi chúng ta cũng đừng nên chảnh mảng cái việc phòng chống này. Và tại sao những cái người mà tiêm ngừa rồi họ ỷ y, mặc dù cái lượng kháng thể chưa có ai đo là cao lên bao nhiêu, mà họ lại ỷ rằng tôi chích ngừa được 2 mũi rồi, thế là họ ăn uống thả cửa, họ lại có một cái tâm lý mà tôi nói là rất là tiêu cực hoặc là rất là hoang đàng. Thì lúc đó đó là những cái con COVID khi mà bị nhiễm, lúc đó mà nó vào cơ thể thì nó sẽ đủ sức để nó có thể gây bệnh được. Do đó chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái tâm thái, đừng có nghĩ rằng tiêm ngừa COVID thì hoàn toàn an toàn 100% các bạn nhé. Và tôi thấy là có rất là nhiều người F0, bạn bè tôi cũng là tiêm ngừa 1 mũi rồi là bị F0, đó là như vậy. Rồi số 5 đó là xử lý ban đầu những cái tác dụng ngoại ý sau khi tiêm, đó là gì?
điều đầu tiên là chúng ta phải biết những cái tác dụng ngoại ý đó là gì. Từ một cái việc nhẹ, ví dụ là đau hay là ngứa ở nơi tim này, hoặc là sưng lên, bởi vì nó gây cái phản ứng viêm tại chỗ khi mà cái vật lạ nó vào cơ thể của chúng ta, thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống bạch cầu chúng ta tới, giống như tôi vừa nói đó. Bởi vì chúng ta tiêm vào, trong đây là tiêm vào cơ, nên mạch máu chỗ này nó sẽ giãn nở ra và khiến cho chúng ta bị đỏ lên cái chỗ này, đỏ nơi vùng tim, hoặc là thậm chí là trong cái thủ thuật tim thì người ta có thể là có một cái yếu tố nhiễm trùng như thế nào đó. Đây là cộng hưởng thêm thôi, chứ còn COVID thì nó không phải là gây nhiễm trùng mà nó là siêu vi trùng. Và đây là thuốc ngừa, thì bản thân thuốc ngừa nó rất là vô trùng, mà do cái kỹ thuật tim thôi. Do đó là đây là phản ứng nhẹ ở tại chỗ cho đến những cái triệu chứng nhiều hơn toàn thân. Tôi nhớ là cái lúc mà tôi tiêm ngừa cái mũi thứ nhất vào tháng thứ 3 năm 2021 thì tôi bị ho khan hai tuần. Ho khan không có lý do, không có sốt, không có gì hết, ho khan hai tuần. Và ở bệnh viện của tôi thì có hai người như vậy. Đó. Thì có thể là các bạn có thể có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là các bạn cũng có triệu chứng giả cúm, hơi về hơi bị lạnh, về hơi bị nhức đầu một tí, hoặc là các bạn cảm thấy là nhẹ nhẹ thì các bạn thấy cảm thấy đổ mồ hôi ra. Nhưng mà có những bạn không có một cái phản ứng nào hết. Vậy thì chích ngừa nó có tác dụng hay không? Là bởi vì hàng rào số 1 và hàng rào số 2 của các bạn nó quá mạnh, nên nó đủ sức và nó thanh toán, nó diệt ngay để nó tạo lập ra cái kháng thể ngay, nên khiến cho cái cơ thể các bạn rất là an toàn. Nhưng mà có một cái trường hợp thứ hai là bởi vì bạn quá yếu. Cái trường hợp này tôi giả định thôi chứ nó không xảy ra. Là bởi ví dụ như là bị ép giai đoạn cuối chẳng hạn, hoặc là bị lao phổi nặng chẳng hạn, thì lúc đó mình đâu có chích ngừa được, đúng không ạ? Nhưng mà trong những cái giai đoạn mà hệ miễn dịch nó bị sụp rồi, thì khi mà bạn chích ngừa vào nó cũng không có tác dụng gì hết. Đó là như vậy. Rồi, yếu tố thứ sáu, đó là câu hỏi thứ sáu, đó là tại sao chúng ta phải tiêm ngừa nhiều lần? Là bởi vì mỗi một lần nó sẽ nhắc cái lympho B và lympho T của chúng ta sẽ tiết ra tạo ra một cái lượng kháng thể tương ứng. Cái lần thứ hai lại tạo ra một cái lượng kháng thể nữa, trong khi cái lần thứ nhất có thể là cái lượng kháng thể nó tạo ra và nó bị suy yếu đi một phần, thì cái lần thứ hai nó nhắc lại. Và nguyên tắc cái gì mà nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì cơ thể chúng ta càng củng cố mạnh dạn hơn, giống như là chúng ta tập thể dục vậy. Chúng ta tập ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì chúng ta có thể là bị đau nhức mình mẩy, nhưng mà chúng ta tập tới ngày 60 thì cái ngày số 61, cho dù chúng ta có ai gọi chúng ta hay là không gọi chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể là nhớ tới giờ đó, mà chúng ta thức dậy và thậm chí không có tập thể dục thì chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu nữa. Tức là cơ thể chúng ta nó sẽ được một cái lập trình tích cực và nó nhắc nhớ được cái điều này. Do đó là cái chích ngừa, tiêm ngừa thì người ta phải thực hiện nhiều lần là như vậy. Và cứ mỗi một lần chích ngừa thì chúng ta lại cân nhắc chính đối tượng và chuẩn bị trước và sau khi tiêm, cũng như chúng ta phải khai báo khi sàng lọc các bạn nhé. Một điều tiếp theo đó là vì sao có những bệnh COVID trở nên nặng, có thể trở nên nặng. Tất cả những người mà nhiễm COVID thì không phải là cái người nào cũng nặng. Và tôi đang hỏi một cái người đồng nghiệp là bệnh viện dã chiến số 4. Đồng nghiệp ở bệnh viện tôi đang là bây giờ bệnh viện dã chiến số 4. Thì các bạn ở trong một cái đội ngũ là khoảng 13 người, ở trong đó có một cái ekip là khoảng 3 bác sĩ, một ekip 3 bác sĩ, còn lại là điều dưỡng và dược sĩ. Thì 13 người chuyên môn hiện tại bây giờ đang quản lý 350 FO. Các bạn thấy rõ ràng là một cái sự tương quan lực lượng không có tương quan lực lượng thế nào. Thành ra các bạn hãy chịu khó phải tự mình, mặc dù là FO, mặc dù là đang cách ly rồi, thì cũng chính chúng ta phải là cái người vừa cộng tác với bác sĩ mà vừa lo cho chính chúng ta luôn, cũng như là có thể lo cho thêm những cái người mà cùng cách ly với chúng ta. Và bác sĩ ở trong khu cách ly nói với tôi rằng, bác Hùng có biết không, ở bệnh viện của mình bây giờ nó còn sạch hơn cái ngày bình thường nữa, bởi vì ai cũng sợ bệnh và vô đó người ta lau chùi và đi vô trong phòng á. Mình mặc cho mình mang khẩu trang rồi này kia rất là cẩn thận, mà mình vẫn nghe được những cái mùi của những cái nước lau sàn, những cái độ thơm, những cái độ sạch mà mình có thể thấy được bằng mắt á. Đó, cho thấy rằng khi mà có biến lên rồi thì người ta mới chăm lo cái vệ sinh.
môi trường, cái vệ sinh cơ thể, và cái vệ sinh đó nó quan trọng tới cái yếu tố bảo vệ như thế nào. Bởi vì thực sự cũng không có đủ giường để mà nằm. Mặc dù có rất là nhiều nhà tài trợ họ đã đứng ra và họ tài trợ những cái giường, hoặc là người thân có thể mang theo ghế bố, nhưng mà cũng không đủ chỗ để nằm đâu các bạn. Và chiều ngày hôm nay thì tôi nhận được một cái cú điện thoại nói rằng bác sĩ ơi, có thể là giúp làm sao cho cái người nhà của tôi đi tới đó và có cái chỗ ở trong khu cách ly được không? Và tôi biết được là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì đã bắt đầu triển khai cái thực hiện là F0 được điều trị cách ly tại nhà. Nên nếu như mà điều trị cách ly tại nhà thì đó là một cái may mắn là sao ạ? Chúng ta ở ngay cái môi trường sống của chúng ta thì chúng ta có thể là có nhiều người chăm sóc chúng ta hơn khi mà chúng ta đã không may là FO trở lên. Rồi, vậy thì những người mà COVID trở nên nặng, một đó là những người suy dinh dưỡng, những cái người mà không có sức đề kháng miễn dịch sẵn. Thành ra đó là định nghĩa về sức khỏe một lần nữa là nhắc lên, sức khỏe không phải là không chỉ là ốm yếu hay là không có bệnh. Nên nhớ nha, sức khỏe không phải là ốm yếu hay là không có bệnh, mà là một cái trạng thái hưng phấn về thể chất, về tinh thần và các mối quan hệ xã hội. Cho thấy nếu như mà hàng ngày mà chúng ta luôn luôn duy trì được cái trạng thái hưng phấn, tích cực, lạc quan, về cả về mặt thể chất chúng ta rất là cường tráng, tỷ lệ cơ mở bảo đảm, cho đến là tinh thần chúng ta rất là tinh anh, chúng ta luôn luôn hướng thượng, hoặc là những cái mối quan hệ xã hội chúng ta nó điều hòa, kiểm soát cảm xúc chúng ta tốt, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tốt và làm cho cái COVID mà lỡ như chúng ta mắc thì nó cũng khó mà nặng hơn. Và tỷ lệ nặng này trung bình là nó khoảng 1%, tức là 100 ca F0 thì sẽ có 1 ca chuyển qua nặng. Rồi, một cái điều thứ hai đó là những cái người bệnh nền, ví dụ người bị lao nè, ung thư nè, đái tháo đường nè, tăng huyết áp nè. Thứ ba đó là những người bệnh người già. Tại sao người già là kể yếu tố thứ ba, trong khi những cái người ở nước ngoài á thì người già là yếu tố số 1. Bởi vì sao các bạn biết không ạ? Bởi vì ở nước ngoài cái yếu tố về suy dinh dưỡng và bệnh nền người ta khống chế được. Nên á, cái người già là cái yếu tố yếu nhất ở bên nước ngoài. Nhưng mà ở nước mình thì sao ạ? Kể cả về suy dinh dưỡng, kể cả về bệnh nền, cái số lượng này có rất là nhiều. Và số lượng này nó lại trùng vô cái người già nữa, thì rất là đặc biệt. Hoặc là bị khiếm khuyết, ví dụ như là rối loạn tâm thần, hay cái người này đang là một cái người mà bị stress, căng thẳng chẳng hạn, làm việc quá sức trong một thời gian chẳng hạn, thì đó là những cái đối tượng mà có thể trở nên nặng. Điều thứ tư, đó là những cái người mà nhiễm cái biến thể nặng, những người chưa được tiêm ngừa, và những người mà nhiễm cái biến thể nặng mà lại còn số lượng một cách ồ ạt vô nữa. Ví dụ như họ bước vào trong một cái môi trường có rất là nhiều người bị nhiễm F0 thì họ lại bị nhiễm nhiều hơn, hoặc là cái môi trường họ thường xuyên lui tới trong cái quá trình nhiễm mà họ biết và họ tiếp xúc với rất là nhiều người khác nhau và rất là mật độ tiếp xúc rất là dày, thì nó khiến là cái lượng virus ở trong cơ thể của họ nó nhân rất là nhanh và đủ cái sức để mà gây nặng. Rồi những người nằm ở trong bệnh viện có cái khả năng lây chéo ở trong bệnh viện. Người ta định nghĩa nhiễm trong bệnh viện là khi nào mà ở trong bệnh viện mà 48 tiếng và mắc những cái bệnh mà trước đó các anh chị chưa có từng mắc thì gọi là nhiễm trùng bệnh viện, do một cái môi trường, một cái người khác lây cho các anh chị. Ví dụ chúng ta đã bị cái con F0 rồi, bị cái con COVID rồi, mà chúng ta còn vô, chúng ta còn bị lây thêm nhiễm nấm hay là nhiễm lao về được của cái người mà ở chung phòng nữa thì nó lại rất là nguy hiểm. Rồi một cái yếu tố nữa đó là những cái người cơ địa, yếu tố cơ địa, một số người sẽ không dung nạp một số cái chất, đặc biệt là những cái chất dinh dưỡng, khiến là làm cho cái cơ địa nó không có đáp ứng được với điều trị, không đáp ứng được với cái hệ miễn dịch và làm cho cái hệ miễn dịch chúng ta càng bị suy sụp nhanh hơn. Hoặc là những người đi vào trong cái dòng xoắn bệnh lý là gì, ví dụ bị lao xong rồi á là mới chuyển qua là bị tăng huyết áp xong rồi á là vô nhiễm covid xong cái họ bị bấn loạn, cái họ lên huyết áp cao hơn, vân vân, thì nó cứ lắng quắng giữa cái bệnh này lây qua cái bệnh nọ, cái bệnh này nó làm gia trọng cái bệnh nọ và làm cho cái bệnh covid nó trở nên nó nặng hơn. Rồi thứ năm đó là có nhiều điểm cộng lại, tức là 1, 2, 3, 4 đó, mà có người có cả 4 cái yếu tố đó. Ví dụ vừa bị nhiễm biến thể nặng, vừa là người già, vừa có bệnh nền, vừa bị suy dinh dưỡng, thì cái người này coi như là nằm trong cái tỷ lệ 1% là chắc luôn. Do đó là chúng ta làm sao mà chúng ta có thể loại trừ được, kiểm soát được ngay lại những cái gì gọi là bệnh nền của mình,
hoặc là kiểm soát lại những cái người già, phải gia tăng cái dinh dưỡng lên, thì đó là cái nhiệm vụ chúng ta làm bây giờ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là những cái cách để mà chúng ta có thể chích ngừa, chúng ta có thể bảo vệ những cái hàng rào của chúng ta, bởi vì đây mới là cái cách chính để chúng ta có thể bảo vệ và sinh. Chúng ta nhìn cái màn hình này một lần ha, về da niêm thì chúng ta có thể dùng những cái sản phẩm nào, về tiêm ngừa, về và bảo vệ hàng rào số 1, về bảo vệ hàng rào số 2 thì chúng ta có thể là gia tăng những cái sản phẩm nào trong cái mùa này, bảo vệ hàng rào thứ 3 thì chúng ta có thể là đi chích ngừa như thế nào. Thì chích ngừa thì đó là do chúng ta phụ thuộc vào cái chương trình của nhà nước, chúng ta không có bàn ở đây nữa, và chúng ta sẽ củng cố, chúng ta nhìn lại cái hàng rào số 1 và hàng rào số 2. Thì bây giờ đầu tiên là da của chúng ta, da của chúng ta thì chúng ta trước khi đến da thì chúng ta cần phải kiểm soát cái bề mặt nơi mà chúng ta, cái tay chúng ta có thể bóc lên, bởi vì tay đưa lên miệng, đưa lên mặt, đưa lên mũi thì nó có thể gây bệnh. Do đó cái mặt, cái tay chúng ta sờ vào đâu tốt nhất lúc này là hạn chế sờ vào các bề mặt, nếu không cần thiết. Có nhiều người á, cứ đi đứng không biết làm gì, cứ nhìn vô cái nắm cửa, nhìn vô nắm cửa, xây tới xây lui mà không biết làm gì, thì cái đó là một động tác rất là nguy hiểm. Khi mà bối rối thì các anh chị cứ để tay ở sau đít hoặc là chắp tay ở phía trước, chúng ta không cần sờ vào một cái điều gì, bởi vì các cái bề mặt đều có thể là cái nơi mà chứa những cái con vi khuẩn. Thế thì chúng ta phải quản lý như thế nào? Thì ở đây tôi đang nói là về cái LC, thì ban tổ chức có thể chia đôi cái màn hình để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn cái phần này, và tôi cũng xin là không sử dụng cái background nữa ha các anh chị ha, để cho có thể chúng ta sẽ coi kỹ hơn về cái cách phòng chống với những cái vật dụng thông thường mà chúng ta có thể phòng chống được cái COVID này như thế nào. Rồi, bây giờ mời các bạn nhìn xem cái chai oxy mà LOC mà tôi nói là cái chai này. Thì cái chai này, đây là một cái chai sản phẩm thiên nhiên hoàn toàn, nó từ dầu dừa. Nhưng mà nó là một cái loại nước tẩy rửa đa năng. Và cái tuổi nó là sinh ra năm 1959. Và cái chai này thì nó có hai cái dấu hiệu là an toàn cho môi trường và với một cái công nghệ bốc tách. Tại sao chúng ta cần tới cái công nghệ bốc tách ở đây? Là bởi vì chúng ta cần phải lấy đi gọn nhẹ cái những cái bề mặt của chúng ta, những cái vi khuẩn lỡ bám lên trên đó. Ở đây là con COVID. Thì chúng ta lấy được bằng cách nào? Nó sẽ có một cái bình để chúng ta pha loãng ra theo một cái tỷ lệ. Ví dụ như ở đây chúng ta đổ nước tới số 9 và chúng ta đổ thêm một cái khúc sản phẩm lên tới số 10. Bởi vì đây là cái chai đậm đặc thì chúng ta sẽ sử dụng. Bây giờ thì mình có thể làm vệ sinh cái không khí của mình. Thì mọi người xem nhé. Đây là cái bình tôi pha loãng. Và hàng ngày thì những cái phòng máy lạnh của tôi, những cái nơi mà tôi có thể tiếp xúc với người khác, thì tôi có thể xịt lên không khí để vệ sinh người bề mặt đó. Nhưng mà nó cũng có thể là xịt lên nắm cửa, xịt lên bàn ghế và thậm chí xịt lên cái nền nhà, đi xịt lên những cái nơi mà người ta vừa mới tới ở trong nhà mình, cho dù người ta đã mang khẩu trang rồi, cho mà mình đâu có biết là cái bàn tay người ta có sạch hay không. Do đó là các bạn thấy nè, khi mà tôi xịt lên các bạn thấy không ạ? Đây là một trong những cái cách khiến cho bắt được những cái con vi khuẩn, virus hoặc là những cái mùi lạ nó dính vào trong cái, mà nó bay lơ lửng ở trong không khí của chúng ta trước khi mà nó đáp lên những cái bề mặt. Rồi sau đó thì chúng ta sử dụng một cái khăn để chúng ta lau trên những cái bề mặt đó. Khi mà chúng ta lau, xin lỗi các anh chị, không biết là các anh chị còn đang thấy cái màn hình không ạ? Thấy anh Hùng ơi, rõ lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm LOC đó. Khi mà mình xịt lên trên cái môi trường như thế này thì nó sẽ bắt những cái vi khuẩn ở trong không khí. Tôi là một bác sĩ hồi sức cấp cứu, do đó trước khi mà thăm khám ở những cái môi trường ở trong phòng mà máy lạnh, thường phòng sức cấp cứu là phòng máy lạnh, thì cái hơi của người bệnh, cái hơi của dầu, cái hơi của đồ ăn, tất cả những cái hơi đó nó quẩn ở trong cái phòng đó và rất là khó chịu. Thì liên tục mình sử dụng cái bình này
đi xịt trước rồi sau đó mình mới vô mình khám bệnh thì nó an toàn hơn. Còn không thôi thì mặc dù mình mang khẩu trang nhưng mà tất cả những cái mùi đó mình đều ngửi được hết. Đó là rất là nặng mùi. Do đó mà chúng ta khử được luôn cả những cái mùi luôn. Trong đây đó là mình nói là cái cách mà trước khi chúng ta làm nguyên tắc làm vệ sinh là làm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ha, và từ chỗ sạch tới chỗ dơ. Đó, thì chúng ta sẽ vệ sinh thông khí như vậy, xịt lên những cái nắm cửa, xịt lên những cái bàn ghế rồi chúng ta lau chùi qua. Thì cái hiệu quả của những cái nước tẩy rửa này nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ vệ sinh tới cái da của mình. Da của mình thì thứ nhất là da của toàn bộ cái cơ thể của mình thì liên quan tới cái sữa tắm. Tại sao tôi lại rất là thích những cái dòng sữa tắm của G và H này? Là bởi vì có một cái điều, đây là một cái loại sữa tắm mà nó bảo vệ được cái độ pH của da. Đó là cái độ pH 5.5. Và với cái pH đó thì nó sẽ bảo vệ được cái lớp vi sinh vật có ích nằm ở trên mặt da của tôi. Thứ hai nữa là nó có cái thành phần bột hỗn hợp thực vật độc quyền và những cái chất thiên nhiên, ví dụ là từ nha đam nè, hay là từ hạt bí ngô nè. Thì tất cả những cái chất này nó sẽ tham gia vào trong cái cơ chế là bảo vệ cái hệ vi sinh vật có lợi nằm ở trên mặt da. Và nó còn dưỡng da. Người ta nói một cách nôm na là lần đầu tiên mình thấy là mỹ phẩm không dám đem lên bôi lên mặt. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy là sữa tắm mà cũng sử dụng những cái công nghệ thiên nhiên của mỹ phẩm. Và khi mà tắm lên da như vậy khiến cho da chúng ta nó liền lạc. Chúng ta thấy là những cái loại sữa tắm khác á, tôi thấy là khi mà chúng ta tắm á, thì vẫn là sạch nhưng mà họ có những cái lớp tinh dầu rất là nhiều khiến là cái lớp tinh dầu đó nó có thể là bít những cái lỗ chân lông của chúng ta, khiến là cái sự bài tiết của chân lông chúng ta không tốt. Và giống như chúng ta lấy nước sơn, chúng ta sơn lên da mình một lớp vậy, nên mình tắm vô thì rất là thơm nhưng mà mình đi ra nắng nó đổ mồ hôi á, thì nó gây nhờn rít bởi vì những cái lỗ chân lông nó không thoát được. Do đó khi mà mình dùng cái sữa tắm này thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là trả lại cái độ pH của da và trả lại cái sự thông thoáng của lỗ chân lông, làm cho cái da, cái hệ miễn dịch da của chúng ta, hàng rào bảo vệ da của chúng ta nó tốt hơn. Nhưng mà cái này giống như là các anh chị làm cỏ lúa, có nghĩa là sao? Làm sạch cái bề mặt rồi thì chúng ta phải bảo vệ cái bề mặt da của chúng ta trong những cái ngày này. Đó là gì? Đó là chúng ta cần phải xài cái dưỡng thể. Khi mà xài cái dưỡng thể này, giống như là chúng ta dùng một cái lớp ni lông chúng ta phủ lên trước khi chúng ta trồng cây, khiến là chúng ta sẽ bảo vệ được cái màng da của chúng ta và cái tính chất khỏe của da của chúng ta. Và khi mà da của chúng ta nó được khỏe thì chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Đầu tiên là tắm xong thì mình mới lau khô người xong thoa cái dưỡng thể này lên rồi chúng ta mới mặc đồ vô. Do đó cái dưỡng thể nó phải thỏa mãn một cái tính, đó là làm sao mà nó vừa làm mịn da để da nó mới khỏe được, nhưng mà nó cũng có thể làm cho khô da nhanh. Bởi vì nếu mà không khô thì không lẽ chúng ta ở trong toilet suốt sao? Do đó là chúng ta, đây là một cái bộ đôi mà đặc biệt là nó có giá trị ở trong cái vệ sinh bề mặt da của chúng ta, cũng như là bảo dưỡng cái bề mặt da của chúng ta. Còn bàn tay của chúng ta thì sao? Thì vẫn là một cái sản phẩm mang tên G và H. Nhưng mà tôi chọn cái sản phẩm này là bởi vì nó có một cái điều là cái lỗ nó rất là nhỏ nè. Trong đây nó hoàn toàn là những cái chất khoáng, những cái bột hỗn hợp thực vật Việt Quốc đen v.v. Thì những cái thành phần thiên nhiên này nó khác với là những cái thành phần ở trong những cái dung dịch rửa tay khác mà tôi thích, đó là nó một cái lỗ nó rất là nhỏ, nó là thiên nhiên nên lỗ nó nhỏ để không khí nó không vào. Và khi chúng ta lấy ra qua cái lỗ nhỏ này thì nó ra một cái giọt đơn vị, và chúng ta coi nè. Khi mà nó ra một cái giọt đơn vị nhỏ như thế này là chúng ta đã đủ rửa tay rồi. Và khi mà chúng ta không có nước nha, thường xuyên chúng ta phải rửa tay nhưng mà lại không có nước, hoặc là làm trong cái môi trường của chúng ta, thì chúng ta có thể thoa tay như thế này và nó đã áo lên trên tay chúng ta một lớp và nó cố định được cái vi khuẩn rồi, khiến là con vi khuẩn nó không có thể quậy quọ gì được hết và nó cũng bị diệt đi. Và khi có nước thì chúng ta sẽ rửa tay lại. Thì cái phương pháp rửa tay như thế này người ta gọi là hand crush, hay là rửa tay nhanh. Còn nếu mà chúng ta có nước thì chúng ta sẽ rửa tay theo cái quy trình 6 bước như bình thường, đó là thoa cái lòng bàn tay, miết những cái kẽ ngón tay, rồi cái mặt lưng bàn tay mỗi bên là 5 lần, rồi chúng ta mặt chúng ta đầu ngón tay, mặt lưng của các ngón tay, mô ngón cái, và chúng ta rửa lại với nước. Thì đó là
những cái cách mà chúng ta có thể rửa tay của chúng ta. Và ngoài ra thì cái độ pH của cái G và H khi trong cái nước rửa tay này khiến là một ngày, bởi vì chúng ta phải rửa tay rất là nhiều lần, nên đó, nó cần phải bảo vệ cho da tay của chúng ta. Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà tôi tin dùng và tôi đem theo mình suốt cái quá trình mà tôi hành nghề ở trong bác sĩ của tôi, để mà tôi có thể là vệ sinh giúp cho tôi và giúp cho những người bệnh nhân mà đến với cái phòng khám ở trong bệnh viện của tôi. Đó là một trong những cái sản phẩm mà vệ sinh da là cái lớp ban đầu. Vậy thì niêm mạc của chúng ta làm sao? Niêm mạc mũi thì chúng ta nên nhớ là cái mùa này có thể là một số bạn hay có cái thói quen là cắt lông mũi. Ở cái người trưởng thành thì có rất là nhiều lông mũi, một số người có rất là nhiều. Thì cái mùa này mình có thể cắt ngắn lông mũi, nhưng mà chúng ta đừng nên cạo trọc lông mũi. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta cạo trụi lông mũi có nghĩa là cái lông mũi chúng ta nó mọc ra ở đây là có lý do. Nó sẽ làm sưởi ấm cái không khí của chúng ta. Nó cản những cái bụi bặm mà trong đó có cả cái con COVID. Nó sẽ bị dính lại ở trên đó. Để làm gì ạ? À? Để mà cái lớp niêm mạc này, cái lớp niêm mạc ở mũi của chúng ta, nó cũng là chứa rất là nhiều những cái chất kháng thể và nó những cái yếu tố nhạy cảm, nên chúng ta sẽ tiết ra những cái chất nhầy, những chất đàm, những cái chất trong những cái nên sổ mũi ban đầu chúng ta là sổ mũi trong đó, thì nó sẽ tống được, chúng ta hỉ mũi, chúng ta sổ mũi, nó sẽ tống ra được những cái con vật lạ, hoặc là ở đây là cái con COVID. Nên chúng ta cần phải bảo vệ cái lớp niêm mạc mũi của chúng ta và đừng có cạo lông triệt, mà chúng ta hãy cắt ngắn cái lông mũi vào trong cái giai đoạn này thôi. Điều tiếp theo là chúng ta có thể rửa mũi bằng si sát. Thì rửa mũi bằng si sát thì cái chai si sát nó sẽ có cái cần cong như thế này. Cần cong như thế này. Thì cái cách mà chúng ta dùng là chúng ta sẽ để một bên cái cánh mũi và chúng ta xịt nhẹ vào đây thôi. Chứ tránh ngược để lên đây. Khi mà để lên như thế này và chúng ta xịt thì cái hơi nó sẽ bắn thẳng vô trong cái cánh mũi của chúng ta. Khi mà bắn thẳng vào trong cánh mũi chúng ta thì chúng ta sẽ bị đau và kích thích có thể chảy máu cái niêm mạc mũi của chúng ta. Và trẻ con khi mà mình làm như vậy một lần thì lần sau chắc chắn là sẽ không cho mình làm nữa. Do đó là chúng ta chỉ cần xịt nhẹ bên đây và xịt xong thì chúng ta có thể ngoái mũi. Còn người lớn thì có thể, trẻ lớn thì có thể bịt một bên mũi để hỉ cái bên kia, xong rồi bịt bên đối diện, hỉ cái bên còn lại. Ha. Đó là cái cách mà chúng ta làm vệ sinh mũi hàng ngày. Chúng ta cũng có thể là nhỏ vào trong cái mũi chúng ta natri chloro hoặc là si sát, nước muối biển sâu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhỏ vào trong đó một cái dung dịch mà có thể là một số người có điều kiện thì sẽ áp dụng được, đó là serum CHA. Thì serum CHA là một cái dạng mà nó có thể thấm ngay qua cái niêm mạc này. Do đó cái lựa trong serum CHA nó có vitamin C. Thì khi vitamin C nó có một cái đồn trú nằm sẵn ở đây và cái lớp niêm mạc nó sẽ được bảo vệ vững chắc hơn. Thì bản thân của vitamin C khi mà nó gặp cái con vi khuẩn thì nó sẽ có thể kết hợp ngay với con vi khuẩn. Nó giống như đây là cái vitamin C, tôi là vitamin C. Ở bên đây là con COVID, ở bên đây là cái vi khuẩn, bên đây là cơ thể của chúng ta. Thì khi mà COVID nó muốn xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta thì nó gặp vitamin C là ở đây. Và vitamin C nó nói là mày đừng có tấn công ông chủ tao, hãy tấn công tao nè. Và C cùng với lại cái COVID ôm bơm liều chết với nhau. Và sau đó thì chúng ta hỉ mũi, chúng ta dặn ra rồi. Đó là cái niêm mạc mũi. Còn cái niêm mạc họng thì sao? Niêm mạc họng thì chúng ta có hai cái vật dụng mà chúng ta thường xuyên dùng. Cái đầu tiên là cái chai nhỏ xíu này. Thì đây là cái chai xịt miệng. Cái chai xịt miệng này, xịt họng này, nó rất là nhỏ, nhưng mà xịt một lần là được 200, một chai nhỏ như là được 250 lần. Và các anh chị thấy cái khi mà tôi xịt lên thì các anh chị thấy cái hơi nó rất là mịn, hơi rất là nhiều đúng không ạ? Và khi mà chúng ta mỗi một ngày khi mà bắt đầu tiếp xúc với người lạ, hoặc là chúng ta bắt đầu đi ra ngoài đường, cho dù là đi chợ có tem phiếu, chúng ta xịt một cái ha. Và cái chai này 250 lần xịt, nên chúng ta bỏ vào túi và để thường xuyên ở trong túi chúng ta để xịt vào trong giai đoạn này. Khi mà chúng ta xịt như vậy á thì cái lượng menthol, một cái lượng alcohol, tức là cồn, chất cồn, cồn thơm nhẹ, cồn sinh học, và một cái tinh dầu bạc hà, nó sẽ làm cho chúng ta, cũng như là tinh dầu quýt cam nữa, mới đầu xịt mình nghe đắng đắng, đôi khi có nhiều người không thích, nhưng mà sau đó nó có một cái hậu hơi ngọt ngọt. Thì khi mà chúng ta xịt vào, nó sẽ bảo vệ bằng cách là nó bắt dính những cái con vi khuẩn nó đi. Thì tôi có thể làm một cái ví dụ cho mọi người xem ở trong cái trường hợp này. Đây là cái da tay của tôi và
tôi viết lên trên đây cái viết quét bích. Mọi người thấy là cái viết quét bích ở trên tay của tôi. À, đây là một cái viết vết mà rất là khó ra. Thường viết quét bích viết lên đâu thì rất là khó ra. Nhưng mà nó đại diện giống như cái con COVID bám vào. Bình thường là những cái vết dơ, những cái vết lửa chúng ta bị trắng, bị dơ, khiến cho cái đồ ăn chúng ta không có bị ngon á, không có được ngon á. Thì chúng ta sẽ dùng cái chai Lister này chúng ta xịt lên. Và chúng ta thấy là nó đã hòa tan. Khi mà chúng ta nuốt vào trong cơ thể thì cái thành phần mà chúng ta nuốt vào này nó đã áo cái con vi khuẩn đó rồi. Nên trước khi mà chúng ta nuốt vào nó không gây tiêu chảy cho chúng ta và cái con vi khuẩn nó bị chết rồi. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Cái điều thứ hai đó là trả lại cái mặt da, ở đây là trả lại cái lưỡi của chúng ta, trả lại cái niêm mặt họng của chúng ta một cách rất là dịu nhẹ và tăng cái tính sát khuẩn, tăng cái tính kháng khuẩn lên, khiến cho cái con COVID nó vào nằm ở trong đó, nó chưa kịp sinh sôi nảy nở và chưa kịp chui xuống cái đường hô hấp thì nó đã bị giết mất rồi. Đó là một cái điều tiếp theo. Một cái điều nữa đó là cái kem đánh răng. Đây là cái hiệu kem đánh răng Lister mà tôi khuyên mọi người là có thể dùng. Hàng ngày thì chúng ta đánh răng bằng một cái hạt bắp là đã đủ xài rồi. Nhưng ở trong cái trường hợp COVID này thì chúng ta có thể pha trong một cái chai nước suối. Và chúng ta có thể pha bao nhiêu ạ? Khoảng là 7 đến 10 cm cái kem đánh răng này vô trong cái chai nước suối khoảng 300ml này. Và chúng ta lắc lên đều. Khi mà chúng ta lắc lên xong cho nó hòa tan hết thì mỗi một lần mà các bạn đánh răng xong á, các bạn có thể hớp một hớp khoảng 3 đến 5 ml, ngửa cổ ra và chúng ta khò. Chúng ta ngược khò cổ trong vòng khoảng 1 đến 2 phút. Sau đó thì chúng ta nhổ ra ở trên cái lavabo và chúng ta không súc miệng lại với nước. Và nên nhớ là cái lavabo cũng là một cái nơi rất là bẩn và rất là thể có thể là cái bề mặt để có thể lây truyền COVID nhé. Thành ra khi mà chúng ta thực hiện cái động tác vệ sinh ở lavabo thì bản thân của chúng ta trước khi rời khỏi đó chúng ta phải dùng cái LC để chúng ta xịt cái chai lavabo chúng ta để làm sạch cái lavabo đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta vệ sinh họng của chúng ta. Và hàng ngày với cái thành phần của cái kem đánh răng Lister này thì tôi rất là thích, là bởi vì nó có cái floor cũng như là reminac hay là thành phần của trà trắng này thì nó tăng cái tính bảo vệ cái niêm mạc, tăng tính sát khuẩn. Và nó có thể, về mặt lý thuyết, nó có thể bảo vệ cái khoang họng của chúng ta lên đến 12 giờ. Nên các bạn thấy là tại sao mà khi sử dụng cái kem đánh răng Lister này thì chúng ta sẽ không bị chua miệng hoặc không bị chát miệng. Hoặc là chứng tỏ là cái bình thường mà miệng chúng ta bị chua hoặc là chúng ta có thể quẹt vô trong miệng của chúng ta. Thì chúng ta thấy, chúng ta ướt, chúng ta có thể xoa cho nó khô và chúng ta để lên mũi chúng ta ngửi. Nếu như nước bọt chúng ta có mùi, có nghĩa là nó đang có vi khuẩn, hoặc là mùi chua hoặc là mùi đặc hiệu nào đó tùy theo mỗi người, thì chứng tỏ là chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng Lister này để nó tăng cái thời gian kháng khuẩn hơn so với những cái loại kem đánh răng bình thường ở bên ngoài thị trường. Thì tôi thấy là tôi rất là thích cái này bởi vì nó làm được cái điều đó. Vệ sinh họng mũi tới cái lớp biểu mô, da và biểu mô xong rồi thì bây giờ tới cái lớp phế quản. Những cái nhung mao, những cái lông chuyển đó thì làm sao đây? Chúng ta sẽ uống nhiều nước ấm. Mỗi một ngày chúng ta nhớ là 0,4 lít trên 10 kg cân nặng trong một ngày. Ví dụ tôi 50 kg, 0,4 nhân 50 đó là 2 lít. Thì chúng ta nên dùng nước ấm hoặc ít nhất là nước để ngăn mát thôi. Chứ chúng ta mùa này chúng ta đừng nên dùng những cái loại nước mà nó quá kích thích ở trong cái đường hô hấp chúng ta. Đặc biệt là tôi thấy có những người đi siêu thị và mua rất là nhiều nước ngọt đóng chai thì không có tốt tí xíu nào trong cái trường hợp là bị bệnh COVID này. Đó là cái lớp bảo vệ thứ hai của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần. Tôi không thấy là cái màn share screen. Tôi share lại màn hình cho anh chị nhé. Bây giờ sang cái lớp, chúng ta coi lại ha. Không khí bề mặt thì chúng ta dùng LC. Rồi chúng ta dùng rửa tay, dùng sữa tắm, dùng dưỡng thể. Chúng ta có thể dùng serum CHA cho cái niêm mặt mũi. Rồi chúng ta có thể nhỏ mắt bằng natri chlorua nữa nha. Bởi vì giác mạc chúng ta cũng là một cái phần mà rất là dễ bám của cái con COVID. Rồi chúng ta nhỏ mũi bằng C-Sharp. Chúng ta ngậm Lister, ngậm súc miệng và xen kẽ với nhau. Còn cái lớp miễn dịch thứ hai thì chúng ta cũng cần phải chú ý đó là gì ạ? Là dùng cái dinh dưỡng nền tảng, củng cố là cái dinh dưỡng nền tảng của chúng ta.
thông qua cái tháp dinh dưỡng của Bộ Y tế khuyên chúng ta, nhưng mà mùa này thì cái tháp dinh dưỡng đó e là chúng ta sẽ khó thực hiện, nên chúng ta cần có thể là bổ sung những cái sản phẩm mà nó phù hợp cho cái bộ dinh dưỡng nền tảng này. Đó là cái bộ sản phẩm vàng mang tên là WX, Omega 3 và protein. Cái sản phẩm thứ hai đó là vitamin C. Tôi thấy là mọi người đang rất là rốt ráo khi mà bị cảm thì uống vitamin C. Thì cúm COVID cũng là vitamin C, nhưng mà cái Bio-C Plus đây là một cái Bio-C Plus thiên nhiên. Với cái, tôi yêu thích cái dòng Nutrilite là bởi vì nó thiên nhiên và nó là một trong những cái thương hiệu đứng đầu thế giới về cái thực phẩm bổ sung. Nên đã là uống thực phẩm bổ sung thì phải uống cái loại số 1. Nó vừa an toàn hơn, nó vừa hiệu quả hơn, mà tính kinh tế nó lại có tốt hơn. Đó. Cái điều thứ hai đó là multi-carotene, đó là vitamin A và là dạng beta-carotene. Nên chúng ta không bị ngộ độc nếu mà chúng ta nhập uống cái lượng alpha-carotene, ví dụ là retinol. Thì multi-carotene nó sẽ dự trữ được ở trong gan dưới dạng beta và khiến là cái lớp niêm mạc của chúng ta nó sẽ được bảo vệ một cách vững chắc hơn. Những cái tế bào niêm mạc mũi, những cái tế bào, những cái giác mạc của chúng ta, cũng như là những cái lông chuyển của chúng ta, hoặc là những cái thành phế nang, lớp lót trong của thành phế nang của chúng ta, thì nó rất là cần cái multi-carotene này để nó trở nên dẻo dai và vững chắc hơn. Rồi, vitamin E tác dụng nó làm gì? Vitamin E tác dụng nó là để, đây là cái tế bào và nó bao chụp lên cái thành của tế bào, khiến là cái con virus nó không thể xâm nhập xuyên qua cái thành tế bào này được, bởi vì thành tế bào này nó vững chắc. Thì cùng với omega 3 thì vitamin E nó đang làm cho chúng ta cái nhiệm vụ này rất là tốt, khiến là cái thành tế bào nó vững chắc được rồi thì cái con vi khuẩn nó sẽ không chui vô được. Nếu chui vô được thì cái tế bào đó, nó khi mà nó chết thì nó cũng không có chui ra ngoài được, nó chậm đi cái quá trình phóng thích cái con vi, còn COVID khi mà quá trình nhân đôi và sinh sản của nó. Rồi sang cái probiotic đó là gì? Đó là một cái men tiêu hóa, lợi khuẩn đường tiêu hóa. Bởi vì sao chúng ta phải dùng nó ở trong cái dòng đoạn này? Bởi vì đường tiêu hóa chúng ta là từ 5m tới 7m và nó chứa rất là nhiều những cái con lợi khuẩn ở trong đó. Để làm gì ạ? Để nó sẽ bảo vệ cho cái hệ miễn dịch chúng ta đến 70% cái hệ miễn dịch. Tức là 30% hệ miễn dịch là nó nằm ở những cái chỗ mà nãy giờ tôi kể. Còn 70% miễn dịch nó nằm ở trong đường tiêu hóa của chúng ta. Nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bổ sung cái tỷ lệ lợi khuẩn này. Làm sao để cho cái lợi khuẩn này ít nhất là nó phải nằm ở một cái tỷ lệ là 85% so với cái những cái con hại khuẩn mà chúng ta ăn ở trong, chẳng may chúng ta ăn vào trong thức ăn á, là 15%, 85-15. Thì lúc đó là cái hệ miễn dịch chúng ta nó sẽ được bảo vệ và nó được sinh ra một cách thuận lợi hơn. Rồi, chúng ta phải dùng một cái sản phẩm nữa tên là Mutethol và Delen. Thì những cái sản phẩm Mutethol và Delen này, đó là cái sản phẩm bảo vệ gan. Bởi vì mạch máu chúng ta thì nó chứa bạch cầu rồi, nhưng mà ở trong khi mà cái con COVID nó đến máu của chúng ta thì nó đến gan, chắc chắn là nó phải đến gan. Thì gan của chúng ta là một cái gì? Đại tổng quản để nó lọc máu đi. Thì trong cái quá trình lọc máu nó sẽ phát hiện ra cái con COVID này. Thì một cái tế bào đại thực bào cực kỳ mạnh ở trong cái gan của chúng ta, nó tên là cái con tế bào Kupffer. Thì tế bào Kupffer đó nó có một cái thể tích rất là lớn, nên khả năng tiêu diệt cái con COVID này rất là mạnh. Và chúng ta dùng để bảo vệ cái tế bào gan của chúng ta. Mutethol nó bảo vệ, nó làm cho cái tế bào gan chúng ta trở nên vững chắc và nó điều hành cái tế bào gan của chúng ta nó sẽ trở nên tốt hơn. Nên nó được gọi là thực phẩm bảo vệ chức năng gan của chúng ta. Rồi, một cái chất nữa mà chúng ta nên nhớ trong cái giai đoạn này cần bổ sung đó là coenzyme Q10. Thì coenzyme Q10 là gì? Đây là một cái ubiquinone hay là vitamin 10. Thì nó là một trong những cái vitamin mà về sau này người ta phát hiện chậm nhất. Nhưng mà là người ta lại thấy là nó có lâu đời nhất. Bởi vì ở thời trẻ của chúng ta đó, sức đề kháng, sức miễn dịch chúng ta rất là tốt. Là nhờ cái coenzyme Q10 nó tạo ra cho tế bào chúng ta một cái nguồn năng lượng. Nhưng mà khi mà từ 25 tuổi trở đi, khi mà da chúng ta bắt đầu lão hóa, khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa, thì cái coenzyme Q10 nó sẽ sụt giảm đi. Nên nó chỉ có nhiều cái nồng độ hơn ở những cái cơ quan quý, ví dụ là não, tim, thận và mắt. Nên nó cái việc mà mùa cảm cúm này, đặc biệt là đối với những cái mùa mà những cái người mà có bệnh nền, ví dụ là bệnh tim mạch hoặc là đái tháo đường, thì rất là cần dùng những cái coenzyme Q10 này để bổ sung cái năng lượng cho cái tế bào, khiến cho tế bào nó vững chắc hơn và nó làm đúng cái nhiệm vụ của nó. Nhưng mà trên hết, chúng ta nên nhớ là chúng ta phải áp dụng 4 cái nguyên tắc sức khỏe tối ưu, bao gồm là vận động tốt,
tức là tập thể dục chủ động. Rồi chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái tư duy lạc quan, một cái giấc ngủ tốt và cái dinh dưỡng tốt. Thì cái dinh dưỡng tốt và chúng ta có thể là dinh dưỡng không hoàn chỉnh, nên tôi đề xuất về những cái sản phẩm mà chúng ta có thể mua những cái thực phẩm bổ sung hoặc là những cái thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở trên vừa mới kể xong. Còn cái hàng rào thứ ba là tạo miễn dịch bằng cái tiêm ngừa, thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái chương trình của nhà nước mọi người ha. Bây giờ chúng ta sẽ biết là ba giai đoạn từ F0 cho đến bệnh COVID-19, những cái dấu hiệu nào. Thì bây giờ mình định nghĩa F0 là gì? F0 là khi mà phết mũi hoặc là phết họng, làm test nhanh và bạn có hai vạch, tức là bạn dương tính. Khi mà bạn dương tính với lại cái COVID-19 thì chưa chắc là bạn bị COVID-19, nên người ta cần phải làm thêm một cái xét nghiệm để tìm đúng ngay cái con COVID-19 nữa, gọi là phản ứng khuếch đại chuỗi men, hay còn gọi là real-time PCR, tức là phản ứng khuếch đại chuỗi men. Có nghĩa là ví dụ có một cái protein S, một protein M gì đó nó rụng thôi, thì cái phản ứng này nó cũng thể là nhân lên, nhân hình dạng nó lên để nhìn ra được nó. Do đó đây là một cái xét nghiệm dương tính là chính xác rằng bạn đã bị nhiễm COVID. Đó. Nên á, những cái người mà F0 là những người đều đã được kinh qua cái giai đoạn làm real-time PCR hết, chứ không phải là chỉ có test mà người ta nói bạn là F0 nhé. Rồi, F0 là những cái người mà người ta phát hiện đầu tiên, F1 là những người xung quanh F0, F2 là những người tiếp xúc với F1, F3 là tiếp xúc với F2, F4, F5, đó là những cái người mà ra những cái bán kính rộng hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sang một cái giai đoạn bệnh. Thứ nhất, nhiễm là không có bệnh nhé. Giống như chúng ta nhiễm dung, nhiễm sáng, nhiễm con HPV là con gì ạ? Viêm gan CBB thôi. Còn cái bệnh thể nhẹ là gì? Là những cái bệnh mà nó có từ 1 tới 3 triệu chứng, mà đặc biệt đó là sốt, đau họng hoặc là triệu chứng về mất mùi. Ví dụ ăn không biết vị hoặc là ngửi không nghe mùi. Đôi khi là nó bắt đầu từ những cái triệu chứng rất là đơn giản như vậy. Thì chúng ta có thể là đã chuyển sang từ cái nhiễm bệnh sang bệnh rồi. Nhiễm COVID sang bệnh rồi. Bệnh thứ hai, giai đoạn thứ hai là bệnh thể vừa. Thì bệnh thể vừa nó từ 3 triệu chứng trở lên. Ví dụ bắt đầu ra triệu chứng ho nhiều hơn, sốt nhiều hơn, khó thở. Khó thở thì khó thở từ nhẹ tới vừa. Thì lúc đó đó là người ta sẽ đo được SpO2. Đo được SpO2 là trên 88%. Ha. Rồi, thể nặng có nghĩa là siêu hấp nhanh, SpO2 giảm nhanh, thì những cái người này sẽ đối diện với lại là việc trợ giúp oxy hoặc là thông khí nhân tạo để mà đưa cái lượng oxy vào phổi, bởi vì con COVID lúc này nó sẽ tàn phá cái nhu mô phổi của chúng ta rất là nhiều. Thì chúng ta nhìn vô những cái tấm hình ở phía dưới, tấm hình bìa bên trái thì mình thấy là những cái dấu hiệu thiếu oxy đó gì, ngón tay xanh tím nè, chúng ta lờ đờ, chúng ta mất ngủ nè, hoặc là chúng ta cảm thấy là thở ngáp nè, ngủ gà, ngủ gật nè, những cái người đó là bắt đầu có triệu chứng thiếu oxy não, và những cái người đó là bắt đầu có siêu hấp. Thứ hai là chụp X-quang. Khi mà chụp X-quang thì phổi nó bắt đầu nó có hiện tượng thâm nhiễm nhiều hơn, nó bị xâm nhiễm, nó có những cái điểm trắng nè, đều lên hết ha. Còn nếu mà nhìn về cái khía cạnh về giải phẫu bệnh thì những cái con COVID đó nó sẽ tạo thành những cái đám tổn thương rải rác hoặc là lan tỏa khắp cả phổi. Và người ta sợ nhất đó là nó rải rác khắp cả phổi như thế này, nên là những cái người đó thường là phải ghép phổi hoặc là phải có một lá phổi nhân tạo trước khi ghép, hoặc là thở ECMO trong cái thời gian này, trước khi đợi những cái nhánh phổi hoặc là những cái phế nang nó hồi phục. Rồi chúng ta sang cái triệu chứng ho thì chúng ta nên nhớ một điều, ngay cả khi bạn mang khẩu trang thì vẫn chưa chắc là bạn ho không có giọt bắn li ti ra ngoài. Và những cái giọt bắn đó nó sẽ có phạm vi khoảng 1,5 m. Nhưng mà bởi vì bạn liên tục di chuyển nên cái 1,5 m đó nó cứ liên tục nó mở rộng ra. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm để chúng ta cần phải chú ý. Điều thứ hai là khi ho, một số người hay có khuynh hướng lấy tay che miệng. Thì chúng ta nên nhớ tay là một cái vật có thể chứa vi khuẩn. Chúng ta lại che lên miệng chúng ta, có nghĩa là chúng ta lại cấy thêm một cái đợt mới nữa. Rồi những cái giọt bắn li ti ra, chúng ta ra tay, chúng ta lại không đi rửa, và chúng ta lại cầm nắm lên những cái bề mặt khác, nó trở thành cái vật lây bệnh.
Do đó khi trong giai đoạn này chúng ta ho, nhất định là chúng ta phải có một cái khăn giấy và ho vào trong đó, hoặc là một cái khăn giải. Rồi ho xong chúng ta sẽ cầm cái khăn đó, chúng ta đi bỏ vào trong thùng rác, và nhớ là cũng phải quản lý cái thùng rác này. Điều thứ hai là chúng ta có thể ho vào trong cái tay áo. Ví dụ cái tay áo tôi dài thì có thể ho lên đây, bởi vì cái vải khô á, nó làm cho cái con vi khuẩn dễ chết hơn. Điều tiếp theo nữa, nếu tôi mặc áo tay ngắn thì sao? Tôi có thể là ho vào trong vai của mình, tại vì cái vai của mình thì khó có chạm người khác hơn là cái bàn tay này. Do đó là chúng ta nhớ là ho vào trong đây, hoặc là chúng ta kéo áo lên để chúng ta ho vào trong cái vạt áo của mình thì cũng không sao hết ha. Nhưng mà vải thì nó làm khô nhanh, và cái con vi khuẩn này thì nó sẽ dễ bị chết hơn trong cái môi trường khô và nóng hơn 25 độ C, hoặc là trong cái điều kiện có gió. Mình nên nhớ càng có gió thì vi khuẩn càng bay à. Rồi, làm gì khi bạn là F0? Đây là cái bài chính, tên bài của chúng ta đây. Thì thứ nhất là chúng ta cần phải xem xét lại 8 cái yếu tố này. Một, đó là 5K. 5K thì bao gồm gì ạ? Một là khẩu trang. Thì đây là những cái khẩu trang mà chúng ta thường là chúng ta dùng một lần. Nhưng mà có một số người thì có những cái khẩu trang có 4 lớp. Và có cái lớp than hoạt tính, cái lớp carbon để có thể lọc không khí vững chắc hơn. À, thì chúng ta có thể là dùng cái khẩu trang như thế nào cho đúng. Nếu như bề mặt nào là bề mặt bên trong, chẳng hạn như bề mặt tôi đang đưa ra phía trước là bề mặt bên trong, thì tuyệt đối cái tay tôi không thể sờ lên đây, và chúng ta chỉ cầm hai bên đây ha. Đây là cái bề mặt trong rồi, đúng không ạ? Tôi cầm lên và tôi sẽ đưa vào trong cái ốp vào trong mặt của tôi và máng nó lên trên hai cái thành tay của tôi. Khi máng lên xong thì tôi mới cố định phía dưới và phía trên, và tôi bóp nhẹ để nó ôm theo cái sống mũi. Bởi vì nếu mà không ôm theo cái sống mũi thì hơi nó sẽ theo cái đường này để nó đi ra và nó lên mặt, lên mắt ha. Và nó có thể là đi vào trong mắt, đi vào trong máu còn nhanh hơn nữa. Cái điều thứ hai là nó có thể chạy ra, cái hơi nó chạy ra ở những cái kẽ này, hoặc là chạy ra ở phía dưới cằm đây. Một số người là mang khẩu trang lại chờ cái lỗ mũi, mà nên nhớ cái lỗ mũi thì cũng có dịch tiết ha. Rồi chúng ta cần phải che kín cả mũi và miệng lại. Rồi khi mà một số người có lại thấy không thuận lợi thì sao ạ? Lại kéo xuống đây, kéo xuống dưới cằm. Như vậy thì có phải là chúng ta đã thở ra rất là nhiều cái vi khuẩn nằm ở trong cái mặt dưới này. Đây là những cái vi khuẩn mà nó có hơi nước nên nó rất là dễ sinh sôi. Bây giờ chúng ta lại kéo dưới cằm. Cằm là một cái nơi mà nhiệt độ rất là ấm, nên cái lượng vi khuẩn đó nó đủ sức để nó sinh sôi. Hoặc là chúng ta làm sao ạ? Chúng ta xếp lại, rồi chúng ta bỏ vô trong túi áo, hoặc là chúng ta bỏ vô trong cái nón bảo hộ. Chúng ta giữ một thời gian như thế này, thì đây là cái môi trường rất là thuận lợi để phát sinh vi khuẩn. Do đó tại vì sao mà khẩu trang chỉ được dùng một lần, khuyên là nên dùng một lần. Còn nếu mà banh ra thì chúng ta lại banh tiếp, chúng ta mang vô như thế này. Có nghĩa là chúng ta chỉ có cái vi khuẩn của chúng ta thôi. Thì có một cái câu hỏi của một bạn F0 hỏi tôi rằng, nếu như gia đình mà 5 người mà đều là F0 hết, như vậy thì có cần mang khẩu trang ở trong nhà hay không khi mà cách ly tại nhà? Thì tôi nói là rất là cần. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái con biến thể của từng người chưa chắc giống nhau, cái độc lực của từng con cũng chưa chắc giống nhau, cái số lượng con của từng người cũng chưa chắc giống nhau. Do đó mỗi một người phải cách ly với người, nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, giống như là mỗi một người đều là một bệnh nhân khác nhau. Thử nghĩ coi, chúng ta đi vô cái khu giãn cách mà chúng ta là F0, như vậy thì chúng ta có mang khẩu trang trong khu giãn cách hay không? Chúng ta có dám tiếp xúc gần với người khác hay không? Đừng nói chi là không mang khẩu trang, đúng không nào? Do đó là cái việc mà ở nhà chúng ta, cho dù tất cả mọi người ở trong nhà đã là F0 thì cái khẩu trang vẫn là một cái phương pháp, vẫn là một cái việc mà chúng ta phải tuân thủ theo cái nguyên tắc đó. Cái thứ hai, đó là cái khoảng cách, đó là cái khoảng cách về giữa hai người với nhau. Thì chúng ta nên nhớ là bởi vì chúng ta liên tục di chuyển nên cái khoảng cách gần như là không có ý nghĩa lắm. Cái thứ ba là khai báo y tế. Thì cái việc này là chúng ta trong thời buổi này đều sử dụng cái smartphone hết rồi, nên chúng ta có những cái cổng chúng ta khai nCoV hoặc là Bluezone, hay là chúng ta có thể có những cái QR ha. Rồi, cái điều tiếp theo là khử khuẩn. Khử khuẩn thì tôi vừa nói cái bàn tay hồi nãy.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể khử khuẩn tất cả những cái bề mặt mà tôi đã cũng đã nói hồi nãy. Nhưng mà lưu ý là những cái nơi mà chúng ta khạc nhổ, những cái dụng cụ mà chúng ta, những cái chất thải chúng ta ra, thì chúng ta cần phải có một cái biện pháp xử lý ngay từ ban đầu. Chứ chúng ta không bỏ nó tạm đi rồi một cách gom thì không có, nó thành vật truyền bệnh đấy. Và điều nữa đó là dạ, là không có ra ngoài thì chỉ thị 16 và 16 cộng. Bây giờ thì hầu như là mọi người rất là hạn chế ra ngoài rồi. Tôi thấy là chúng ta đang làm rất là tốt cái việc này. Nhưng mà khi 5K thì chúng ta cần phải thực hiện cùng một lúc là 5K. Và nên nhớ rằng đây là cái xử lý cái phần ngọn để nó không lây lan thôi. Chứ thực sự vi khuẩn nó đã vào thì cái xử lý hồi nãy đó nó mới là xử lý cái phần gốc. Rồi, điều thứ hai là chúng ta cần phải thực hiện hàng rào 1 và 2. Hồi nãy tôi đã thông báo rất là rõ ràng ha. Rồi nếu mà thực hiện hàng rào 1 và 2 thì chúng ta thấy là bởi vì cái dinh dưỡng vào giai đoạn này rất là khó cung cấp, nên chúng ta cần phải dự trù những cái bổ sung dinh dưỡng tích cực, những cái sản phẩm mà hồi nãy tôi đã kể liệt kê cho các chúng ta. Thứ ba nữa là chúng ta uống nước ấm và uống đủ nước. Đặc biệt là nước nó có thể giúp chúng ta hạ sốt, qua cái lỗ chân lông nó sẽ đổn hồi được nhiều hơn. Điều thứ ba là chúng ta cần phải quản lý cái chất thải bề mặt tiếp xúc và nhà vệ sinh. Điều thứ tư đó là chúng ta thực hiện bốn cái nguyên tắc của sức khỏe tối ưu tôi vừa kể ở trên, và đặc biệt là chúng ta tập thở. Thì tập thở là như thế nào? Giả sử như đây là cái chai nước suối, thì đây là cái chai nước suối đầy và đây là cái ống hút, thì tôi sẽ thọc cái ống hút vào trong cái chai nước suối ha. Tôi thọc ống hút vào trong chai nước suối. Lúc này là tôi đã vệ sinh họng và vệ sinh mũi tôi rồi, thì bắt đầu tôi tập thở một lần là 15 phút và một ngày có thể từ 2 đến 3 lần như vậy. Và tôi ngậm vô trong cái chai này, tôi bắt đầu tôi hít vô bằng mũi và tôi thở ra bằng miệng ha. Mà cái miệng tôi lúc đó đã ngậm vô cái chai này rồi, nên cái bọt nó sẽ nổi lùm 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 lên đây đó. Và một lần mà tôi làm 15 phút như vậy thì nó sẽ làm cho cái phổi của tôi, giữa lá thành và lá tạng, hai màng phổi, nó khoảng cách nó dao động tốt hơn. Khi mà nó dao động tốt hơn thì giúp cho những cái tế bào macrophage đó, những cái đại thực bào ở phế nang đó, nó sẽ hoạt động tống lên tốt hơn. Cái điều tiếp theo nữa đó là khi mà phổi nó tốt hơn thì cái SpO2 nó sẽ cải thiện hơn, khiến là cái chuyện siêu hấp đó, nó khó xảy ra hơn với tôi. Đây là một cái điều mà chúng ta nên tập thở nha. Rồi, một cái điều tiếp theo đó là chúng ta nên ổn định cái tinh thần bằng cách là chúng ta có thể đọc sách nè, thiền nè, hoặc là nghe những cái đoạn nhạc tích cực nè. Đó là những cái việc mà chúng ta rất là cần nên làm ở trong cái này. Bởi vì các bạn có thể kêu la, kêu trời, kêu đất, nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là bạn cứu bạn, chứ không ai cứu bạn. Đó là cái chuyện chính. Do đó đó là chúng ta thấy là chúng ta càng, người ta khảo sát là những cái người mà càng kêu trời kêu đất thì hình như là con COVID nó càng chạy đi nhanh hơn đấy. Đó. Rồi, chúng ta thứ sáu là chúng ta làm test nhanh và real-time PCR định kỳ theo cái phân độ của nhà nước. Và chúng ta nên trang bị một cái nhiệt kế ở tại nhà. Cái nhiệt kế này thì rất là dễ sử dụng và nó cũng không phải là đắt tiền lắm. Nó có một cái nút nguồn, chúng ta bấm vào đây và sau đó thì chúng ta để vô trong cái trán của mình và chúng ta bấm star. Nó kêu cái tít và nó sẽ ra cái màn hình. Và chúng ta biết được nếu màn hình là màu đỏ, có nghĩa là chúng ta đang bị sốt. Chúng ta cần phải dùng nhiều nước hơn, và chúng ta có thể dùng một cái loại hạ sốt đó là Tylenol hay là Panadol. Thì đó là những cái cách để chúng ta xử lý sốt ban đầu. Hoặc là chúng ta có thể tổ chức những cái nồi sông, hay chúng ta tắm nước ấm ở những cái nơi kín gió. Đó. Rồi, cái điều tiếp theo đó là chúng ta nên dùng thuốc theo chỉ định. Có thể là bạn bị ho, bạn bị viêm họng hoặc bạn bị viêm xoang gì đó, nên bác sĩ khi tư vấn cho cái ca F0 sẽ có một cái chỉ định về kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, hạ sốt và vitamin C. Thì những cái loại mà kháng sinh, kháng viêm, giảm đau thì tôi khuyên các bạn hãy tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ. Nhưng mà cái vitamin C hoặc là những cái chất mà tôi có thể mua được ở những cái hãng thiên nhiên, ví dụ như là Nutrilite như thế này, thì chúng ta nên sử dụng những cái hãng này để cho nó đảm bảo hơn về mặt chất lượng. Chúng ta uống bao nhiêu là có bao nhiêu chạy ở trong người của chúng ta, còn hơn là chúng ta dùng những cái dạng giả dược ở bên ngoài. Những cái dạng hóa dược ở bên ngoài, ví dụ như là ở đây là C1000, nhưng mà thực ra nó là tiền chất C, nên uống vào nó cũng có 300mg thôi. Nhưng mà cái lượng C1000 ở dưới dạng là acid citric hoặc acid acetic thì nó sẽ làm loét đau dạ dày của chúng ta. Và cái việc mà chúng ta dùng C là chúng ta dùng mỗi ngày ở trong cái mùa dịch này, ít nhất là 21 ngày, đúng không ạ? Do đó là chúng ta cần phải chọn những cái dạng mà nó bảo vệ được cái dạ dày của chúng ta, nên chúng ta nuốt trọn viên.
Nhưng mà cá biệt cũng có một số người tôi khuyên là thế này, sáng uống 2 viên, trưa uống 2 viên, chiều uống 2 viên, bởi vì C là vitamin tan trong nước nên chúng ta phải uống nhiều lần hơn một ngày, rồi chúng ta sẽ dùng cái 3 viên chúng ta ngậm 3 lần. Thì khi mà ngậm tại chỗ, giống như tôi nói đó, bản thân C nó là vừa là thành phần cấu tạo của bạch cầu để cho bảo vệ cái lớp bảo vệ thứ hai, nhưng mà bản thân C khi mà một mình nó cũng có tác dụng về chống oxy hóa rất là mạnh. Chúng ta thử để một cái viên C ra ngoài không khí thì chúng ta sẽ biết được cái khả năng oxy hóa của nó mạnh như thế nào, tức là trong rất là trong vánh, nó sẽ đổi màu hoặc là nó trương lên để cho thấy là gì, nó hút những cái con COVID vào trong bản thân của chính nó. Tôi hay gọi là ôm bơm liều chết là như vậy đó. Đó. Rồi, chúng ta hãy nhớ là đường dây nóng 115 để chúng ta gọi khi cần. Hoặc là trên ở màn hình của tôi sẽ có tên, danh sách, số điện thoại của một số cái bệnh viện. Chúng ta tốt nhất là khi mà cái người tư vấn F0 chúng ta thì chúng ta hỏi luôn cái đường dây nóng để chúng ta có thể liên hệ là khi nào. Bởi vì F0 bao giờ có thể cách ly tại nhà. Nên cái việc mà chúng ta xin cái đường dây nóng để chúng ta liên hệ hoặc là tới một cái khu cách ly thì chúng ta cũng phải biết được là số điện thoại của cái bác sĩ trực, cái phòng trực đó là như thế nào để chúng ta có thể báo. Bởi vì từ F0 cho đến bệnh COVID siêu hấp nó có thể diễn tiến rất là nhanh trong vòng khoảng 6 tiếng. Nên trong ban đêm thường là bác sĩ có thể sẽ tập trung vào những cái ca nặng, và những cái ca chuyển nặng thì phải tự mình phát hiện hoặc mình phát hiện cho cái người cùng phòng của mình. Đó. Thì đó là những cái mà khi mà là F0 thì chúng ta nên thực hiện. Còn cái người F0 mà bị siêu hấp thì sao? Chúng ta nên nhớ đây là những cái tư thế mà hàng ngày chúng ta nên nằm. Chúng ta nằm như thế nào ạ? Chúng ta có thể nằm nghiêng sang bên này hoặc là nằm nghiêng sang bên kia, hoặc là chúng ta có thể nửa nằm nửa ngồi, hay là một cái chân thì hơi cao lên và có một cái gối ôm, rồi sau đó chúng ta xoay trở lại và có thể là thay đổi khoảng 30 phút, 20 phút tùy theo cái tư thế của chúng ta. Và thường là những cái người bệnh á, tôi hỏi đồng nghiệp của tôi đó là sao ạ, trong những cái khu chăm sóc đặc biệt là thiếu cái người chăm sóc, bởi vì người bệnh thì có nhưng mà người nhà thì không có vào. Bệnh này là một cái bệnh lý rất là đặc biệt, đúng không ạ? Người nhà không ở bên cạnh để chăm sóc, mà điều dưỡng thì bây giờ tôi nói các anh chị đó, đang là 13 người mà chăm sóc hơn 350 F0, thì các bạn thấy là cái sức người có hạn và khiến cho cái việc là bệnh nó trở nặng khi mà không được xoay trở, đã mệt mà còn vệ sinh không ai trợ giúp, rồi không ai xoay trở, rồi bệnh lý nền, thì cái này là đón nhận cái tử vong rất là nhanh đó. Rồi một số cái dinh dưỡng phòng chống cúm thì tôi cũng đưa ra cái ý kiến ở tại đây luôn. Thứ nhất là cái nước chanh, nước xả, nước gừng, bạc hà, kinh giới, tí tô, tần dệ lá, rẻ quạt, húng chanh, giáp cá, siêu tâm liên. Đây là những cái mà rất là nổi cộm ở trong cái tình hình thời gian này. Thì tôi nói với mọi người rằng nếu mà chúng ta uống thì chúng ta phải uống dưới dạng giống như là nước mát. Chúng ta không cần nấu đậm đặc những cái nước này đâu ha. Và chúng ta có thể vã nhỏ, chúng ta uống từng cái chùm lá nhỏ. Ngày xưa tôi nói là bạc hà, kinh giới, tí tô mới là giải cảm, nhưng mà bây giờ thì người ta hay tập trung vô cái chanh, xả và gừng, thì nó cũng có thể giữ ấm đường tiêu hóa, đường họng của chúng ta. Nhưng mà các anh chị đừng uống quá đậm đặc. Rồi một điều tiếp theo là xuyên tâm liên, bây giờ giá nó lên tới trời rồi. Thực ra là xuyên tâm liên nó có tác dụng giống như là một loại kháng sinh đông y, nó gọi là alkaloid. Ở đây có những người nào làm công tác y học cổ truyền thì sẽ biết. Thì cái xuyên tâm liên đó thực ra nó cũng giống như là tần dề lá, nó cũng giống như dao giáp cá. Trong dao giáp cá nó có chứa rất là nhiều cái vitamin C, hoặc là tí tô nó sẽ có thêm cái vị menthol ở trong đó. Bạc hà nó cũng có rất là nhiều cái menthol ở trong đó. Thì tất cả những cái chất này chủ yếu là nó bảo vệ cái niêm mạc và nó làm ấm lên cái đường hô hấp của chúng ta. Rồi về trái cây thì sao ạ? Chúng ta thấy là vitamin C thì trong tất cả những cái loại trái cây cung cấp vitamin C ngoài cam chanh, thì cái loại mà gọi là vua về cung cấp vitamin C, hàm lượng C cao nhất và có thể tốt nhất, đó là cái họ cherry. Thì tôi thích cái C này là bởi vì nó từ cái trái Asara cherry. Mà cherry thì có tới 67 loại như vậy. Nếu ở Việt Nam các anh chị có thể ăn trái cherry sống, thì tôi biết là cherry ở Tiền Giang, Gò Công đó cũng là một cái loại đặc sản đó. Thì một cái ký cherry nó cũng chẳng bao nhiêu tiền, nhưng mà thật sự bây giờ hỏi mua ở đâu đây thì đôi khi là chúng ta lại không có mua được đấy. Cái người có thì không bán được, còn chúng ta muốn mua thì chúng ta lại không mua được. Do đó cái việc là chúng ta uống cherry viên vậy ha. Rồi những cái loại trái cây khác mà gọi là vua của những cái loại trái cây đó là gì? Là trái dâu, trái bơ, trái chanh dây. Bởi vì những cái trái này nó sẽ giúp cho cái sức khỏe chúng ta và
đặc biệt là sức đề kháng miễn dịch chúng ta rất là tốt. Và những cái loại trái cây nhiệt đới khác, ví dụ như là chuối, cam, mận, vân vân, đều là rất là tốt ở trong cái giai đoạn này. Mà xứ nhiệt đới chúng ta thì rất là nhiều những cái loại trái cây nhiệt đới. Rồi, cái việc uống sữa thì sao? Việc uống sữa thì chúng ta cũng nên duy trì, bởi vì ở trong sữa nó sẽ có một thành phần protein, và protein là một trong những chất để tạo ra cái kháng thể cho chúng ta. Còn những cái loại thực phẩm khô và thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói thì chúng ta dự trữ ở trong nhà, dĩ nhiên là mình đưa vào trong cái khoản tiêu dùng của chúng ta trong giai đoạn này. Nhưng mà chúng ta nên có những cái cách chế biến để bảo vệ được cái dinh dưỡng bằng cách nào? Chúng ta nên bảo vệ những cái dinh dưỡng đó ở cái dạng là ăn tươi nhiều hơn là ăn chín. Đó là một cái cách. Nhưng mà tôi thấy là nhà nước thì lại tuyên truyền là ăn chín nhiều hơn là ăn tươi. Nhưng mà thực sự khi mà nấu chín lên quá chín, với cái cách nấu thông thường thì nó sẽ không có còn cái chất dinh dưỡng nữa. Do đó mọi người có thể là nếu ai có cái nồi em quay queen cup, gọi là cái nồi hoàng hậu á, thì sẽ rất là tốt, bởi vì cái nồi đó nó có thể bảo vệ được cái chất dinh dưỡng mà chúng ta khiến là mỗi một bữa chúng ta ăn đồ thì coi như là chúng ta một bữa chúng ta hút một cái thang thuốc cho cả nhà mình uống vậy, bởi vì cái chất dinh dưỡng nó sẽ không bị thất thoát đi, thì rất là tốt trong cái giai đoạn này chúng ta đang cần tăng cường cái chất dinh dưỡng của chúng ta. Rồi, một số cái chất khác mà chúng ta nên liệt kê ở đây, ví dụ là protein. Thì cái protein của chúng ta thì thịt, cá, trứng, sữa nó đều cung cấp protein hết. Nhưng mà bây giờ hầu như là chúng ta có thể dự trữ trứng và thịt. Còn những cái loại hải sản hoặc là những cái loại khác thì chúng ta không có được. Do đó là cái việc mà chúng ta bổ sung một cái lượng protein từ thực vật, ví dụ như đây là cái loại protein chúng ta bổ sung, thì rất là cần thiết trong cái giai đoạn này. Bởi vì một cái muỗng protein ở trong đây, một cái muỗng protein ở trong cái ly này, thì nó tương đương với là một cái chai nước biển vàng của bác sĩ chúng tôi truyền. Một muỗng này là tương đương với một chai 7,9 gram nè. 7,9 gram thì một muỗng này 10 gram uống vào trong, nó tan vô trong máu là còn 8 gram. Do đó nó là một, tôi nói là một muỗng bằng một chai. Thì cái chai này á, trung bình á, bác sĩ truyền cũng phải là 200 ngàn. Mà bây giờ thời buổi này làm sao mà bác sĩ có thể chỉ định để truyền cho các anh chị được? Cái việc mà quản cái ca F0 là chúng tôi đã quá sức rồi. Do đó là cái chuyện mà nước biển này là không khả thi. Nếu mà khả thi đi chăng nữa thì một chai 200, 45 chai là 9 triệu, trong khi 45 muỗng ở trong cái chai này là 45 muỗng thì nó chỉ có khoảng 900 ngàn thôi. Nó bằng 1/10 giá thôi mà chúng ta có thể tự uống và an toàn. Nên trước khi đi vào khu cách ly hoặc là ở nhà thì bây giờ chúng ta cũng phải thủ vài hũ như thế này để cho cả nhà mỗi người đều có thể dùng được trong cái giai đoạn này. Thì ít nhất là 2 muỗng một ngày ở trong cái giai đoạn này, bởi vì chúng ta đang cần nhiều cái kháng thể hơn. Thì khi mà chúng ta dùng được cái protein này thì nó sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta một cái lượng acid amin, và những acid amin thiết yếu này nó sẽ làm cho cái lympho bào T và lympho bào B nó sẽ sử dụng để nó tạo ra những cái kháng thể IgM, IgA, IgE đúng của cái IgM của con người và chuyên biệt chống lại cái con COVID, hoặc là nó dự trữ sẵn lượng protein rồi, dồi dào protein rồi, thì khi cái con COVID nó bay vào thì nó sẽ nhanh chóng nhận dạng và nó tạo ra cái IgM, tạo ra cái lượng kháng thể và tạo ra cái lượng kháng thể còn cao hơn là những cái người bình thường khác, thì coi như là yếu tố bảo vệ chúng ta trong cái COVID này nó rất là tốt ha. Rồi, cái một cái sản phẩm về cái lợi khuẩn thì tôi đang nói ở đây. Thì cái gói lợi khuẩn này á, mình cầm lên thì mình nói luôn, đây là một cái gói mà nó có thể vừa bỏ vô miệng là nó tan liền, mà có thể bỏ vô nước nó cũng tan. Các anh chị biết những cái loại thuốc tây nào á, mà nó vừa bỏ vô miệng tan, bỏ vô nước tan, đó là những loại thuốc cao cấp nhất. Rất là khó mà để mà điều chế một cái loại nào mà nó thỏa mãn được hai cái điều này. Thì tôi phát hiện ra được là cái loại này nó thỏa mãn được hai cái điều đó hết. Thì đây là một trong những cái gói lợi khuẩn mà tôi rất là thích, bởi vì nó không phải là nó chứa 6,3 tỷ lợi khuẩn không, mà nó còn chứa 5 cái chủng tỷ lợi khuẩn mạnh nhất mà tôi cần. Là cũng rất là cần trong cơ thể của chúng ta, và đặc biệt nhất là nó còn chế ở dạng cao cấp, vừa tan được ở trong miệng mà vừa tan được ở trong nước. Rồi, một cái sản phẩm tiếp theo đó là cái omega 3. Thì omega 3 tác dụng của nó là gì? Giống như tôi nói, đó là cái chất để mà nó bao trùm lên trên cái tế bào của chúng ta. Thì bình thường chúng ta có thể ăn cá hồi, chúng ta ăn những cái loại dầu, dầu cá nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải dùng cái viên omega 3 mà thôi, bởi vì không có những cái thực phẩm tươi sống, đặc biệt là những cái loại cá hồi để mà chúng ta ăn đâu. Do đó là chúng ta nên nhớ cái điều này các bạn nhé.
Rồi, bây giờ tiếp theo là những cái việc chúng ta cần cái vitamin A. Hồi nãy tôi đã nói rồi, vitamin D tôi đã nói rồi, vitamin E tôi đã nói rồi, vitamin C thì tôi cũng đã trình bày rồi. Thì chúng ta cũng cần một cái lượng vitamin B để chuyển qua cái năng lượng, bởi vì chúng ta, cơ thể chúng ta bị mệt và chúng ta rất là cần những cái năng lượng này nha. Đó là những cái chất mà chúng ta cần thiết. Rồi những cái chất khoáng mà chúng ta cần thiết ở đây đó là gì? Là kẽm. Chất kẽm thì một mặt nó là giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn, bởi vì giai đoạn này chúng ta bị mất cái vị giác nên chúng ta sẽ ăn ngon miệng hơn nhờ cái chất kẽm. Một mặt khác là khi mà có cái chất kẽm thì nó sẽ tạo nên cho cái bạch cầu của chúng ta, cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, và gia tăng cái điều chỉnh cái phản ứng dị ứng của chúng ta, khiến cho chúng ta chích ngừa nó rất là an toàn. Nên những cái người mà bị nhiễm lão lải hoặc là những người bị lao phổi thì thường thường là hàng ngày chúng ta đã cho dùng cái viên kẽm này rồi, và tất cả những viên thuốc bổ của trẻ con á, hồi xưa tới bây giờ đều có thành phần của kẽm ở trong đó. Kẽm là tham gia vào cái hệ thống miễn dịch như vậy. Còn yếu tố selenium thì sao? Đây là một cái thành phần rất là nhỏ nhưng mà nó kích hoạt cái hệ miễn dịch, bởi vì một cái phản ứng, cái selenium nó là một cái chất nó tác động lên cùng với molybdenum, là một cái yếu tố khoáng chất rất là quan trọng, để nó có thể là tác động lên cái prostaglandin, những cái yếu tố leukotriene, những cái chất kháng viêm ở trong cơ thể, để nó kích hoạt cái hệ miễn dịch lên. Rồi, probiotic chúng ta đã kể xong ha. Bây giờ chúng ta tới những cái dưỡng chất thực vật. Thì những dưỡng chất thực vật tại sao nó cần ở trong cái giai đoạn này? Dưỡng chất thực vật có nghĩa là những chất bổ ở trong thực vật. Thì thường đó, những cái dưỡng chất đó nó sẽ nằm trong cái màu sắc của thực vật. Ví dụ như là màu trắng thì tốt cho xương, màu xanh thì tốt cho ADN, màu tím thì tốt cho não, màu đỏ thì nó tốt cho cái tim mạch, và màu vàng cam thì nó tốt cho hệ miễn dịch. Nhưng mà bởi vì giai đoạn này chúng ta rất là nghèo nè, cái rau củ quả tươi sống, do đó là chúng ta có thể uống cái sản phẩm, cái đúp ít này. Thì cái sản phẩm, trong cái sản phẩm đúp ít này nó chứa cái 3 ngăn. Đây là cái hộp tôi đang dùng. Thì những cái viên màu vàng nó chứa những cái vitamin tan trong nước và vitamin tan trong dầu. 12 vitamin nó đều nằm ở trong đây với một thành phần tối ưu và cân đối giữa các cái vitamin với nhau. Thứ hai là 10 cái khoáng chất. Tất cả những cái khoáng chất nãy giờ tôi kể, kể cả luôn là ví dụ như là canxi, sắt, kẽm, magie, mangan, molybden hay là selenium, nó đều nằm ở trong đây. Và đặc biệt nhất là những cái viên này, nó từ 22 loại rau củ quả và nó chứa 5 cái màu sắc, chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất thực vật nằm ở trong đây. Khiến là đặc biệt tôi nói về cái thực phẩm màu xanh, thì thực phẩm màu xanh nó sẽ làm cho cái ADN bền vững lại, khiến cho cái con COVID, cái ARN của cái con COVID nó không có phá vỡ cái trật tự của cái ADN được, và nó không có sao chép thành cái mật mã của nó được. Thì những cái dưỡng chất thực vật này chúng ta phải dựa vào những cái thực phẩm màu xanh, màu xanh đậm này, để chúng ta có thể bảo vệ cái cơ thể của chúng ta nha. Rồi, chúng ta coi cái thành phần nè. Thì một cái viên WX của chúng ta đó, ba cái viên WX chúng ta, thì nó chứa tất cả những cái vitamin, những cái khoáng chất ha, và 22 loại trái cây rau củ quả thảo mộc. Có phải là nếu mà kể là nó cần khoảng 50 món, mà 50 món này thì giống như là một cái bữa ăn hoàn hảo của chúng ta ở trong một cái khách sạn 5 sao. Đúng không ạ? Do đó là chúng ta rất là quan trọng trong cái việc này. Rồi, những cái sản phẩm WX này, tôi còn thích nó ở chỗ là cái dấu hiệu này. Dấu hiệu này là trên 1 triệu đô mới có cái dấu hiệu này, gọi là Phytoprotect. Đây là một cái phức hợp giữa ba cái loại thực vật rất là độc quyền, đó gọi là nghệ Campuchia, hương thảo Morica và đậu Savarinta của Brazil. Thì với ba cái phức hợp này, nó sẽ bảo vệ cái hàm lượng miễn dịch, hàm lượng kháng thể của chúng ta lên đến 290%. Và nó sẽ sản sinh ra một cái cặp acid amin cảnh báo, có nghĩa là bình thường thì nó nằm ở trong tế bào. Khi mà có một cái con COVID nó xâm nhập chẳng hạn, thì cái hệ thống cảnh báo của cái cặp acid amin này nó rất là đặc biệt. Một mặt nó chạy ra màng tế bào để khiến cho màng tế bào nó chắc lại. Một mặt thứ hai là nó giúp cho cái ADN của chúng ta bền vững, và khiến cho là cái tế bào của chúng ta nó sẽ được bảo vệ vững chắc hơn, làm cho cái con COVID nó không thể xâm nhập được. Nên một mặt là chứa rất là nhiều chất ở trên để mà nó ngăn ngừa cái kẻ thù từ bên ngoài vào, nhưng mà một mặt nó giống như là chúng ta đang chích ngừa cho cơ thể, tạo ra một cái lượng cái cặp acid amin này bảo vệ chủ động cho chúng ta, để sẵn sàng khi mà có COVID vào thì nó sẵn sàng có một lực phòng chống rồi. Như vậy thì người ta gọi là phòng vệ kép, tức là vừa dẹp giặc ở bên ngoài tấn công vô mà vừa là tống giặc ở bên trong ra luôn.
À, thì đó là một trong những cái điều mà tôi rất là thích ở trong cái sản phẩm WX này. Và tôi khuyên rằng mọi người nên sử dụng cái sản phẩm này ở trong mỗi một ngày của chúng ta. Chúng ta có thể là dùng một ngày hai lần, mỗi lần là một thứ, một loại, một viên, một ngày hai lần và dùng cùng với bữa ăn. Rồi, nếu mà không có đủ điều kiện kinh tế thì sao ạ? Chúng ta có thể thay thế bằng cái viên daily. Thì cái viên này nó cũng chứa rất là nhiều những cái thành phần và vitamin, nhưng mà nó ít hơn 11 vitamin là 7 khoáng chất, có nghĩa là nó ít hơn cái thành phần của WX mà thôi. À, rồi, trẻ con thì sao ạ? Lại có cái viên dành cho trẻ con, đó là viên vitamin và khoáng chất tổng hợp trẻ con. Thì chúng ta nên dùng cái sản phẩm này ha. Rồi, những cái viên này thì dùng cho trẻ con, thông tin đó là gì ạ? À, đối tượng từ 2 tuổi trở lên là có thể dùng. Vậy thì dưới 2 tuổi là như thế nào? Chúng ta có thể pha vô nước và cho các cháu cũng mỗi ngày uống một viên như vậy. À, một lần thôi cũng được, không có quan trọng về số lần. À, thì chúng ta có thể là bảo vệ cho các cháu mỗi ngày được rồi. Và đó là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ là một cái sản phẩm dinh dưỡng mà dạng viên, nó rất là hoàn chỉnh cho một cái tăng cường cái sức đề kháng tối ưu cho chúng ta. Như vậy thì gom lại nha, tất cả những cái bộ sản phẩm phòng chống dịch nãy giờ tôi nói nhiều như vậy để làm gì? Để chúng ta có thể chụp cái tấm ảnh này và chúng ta biết coi là những cái sản phẩm này chúng ta có thể trang bị như thế nào tùy theo điều kiện kinh tế của mình. Rồi chúng ta có thể là hỏi ai để mà mua, hỏi cái người mà mời chúng ta vào Zoom này để họ có thể hướng dẫn mình, có thể là trang bị những cái bộ này gửi tới nhà luôn. Các anh chị cũng thấy là rất là an tâm khi mà chúng ta dùng những sản phẩm này trong cái thời buổi giãn cách này mà được gửi tới nhà, thì chúng ta sẽ nhận được và chúng ta dùng tại nhà. Bởi vì cách ly F0 sắp tới cũng sẽ là cách ly tại nhà đấy, nên tôi trang bị cho các anh chị kiến thức. Và chúng ta có những cái sản phẩm này rồi thì cả hai chúng ta phối hợp lại thì chúng ta có thể là có một cái vũ khí rất là mạnh mẽ trong cái việc chống dịch của chúng ta. Cái sản phẩm ở bên góc bên trái màn hình nè, thì đây là cái sản phẩm Mutethol và Dandrolan bảo vệ gan. Đó là cái chai mà tôi đang dùng ở đây. Thì tất cả những sản phẩm này đều là những cái sản phẩm tôi đang dùng. Do đó là tôi dùng thì tôi thấy là cái sức khỏe mình rất là bền bỉ. Nãy giờ các anh chị thấy là tôi nói chuyện suốt đúng không ạ? Rồi, bây giờ tóm lại vẫn là nhìn lại cái bức tranh này. Từ cái lớp hàng rào bảo vệ số 1 da và niêm cho đến lớp hàng rào bảo vệ thứ 2, tăng cường cái dinh dưỡng tốt, cái không khí tốt, cái nước tốt, và đặc biệt là dùng thêm những cái loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Bởi vì trong cái giai đoạn này cái chế độ thực phẩm chúng ta nó đang bị bấp bênh, có thể là chúng ta không chu toàn nên cần phải có sự bổ sung này, và chúng ta nên chủ động bổ sung hàng ngày do chính mình thực hiện. Còn khi mà chúng ta chích ngừa thì chúng ta chuẩn bị một số cái tâm thí thế. Khi mà cái hàng rào số 1 và hàng rào số 2 này mà chúng ta đã bảo vệ tốt rồi thì chắc chắn là cái việc chích ngừa chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn nhiều, và làm một cái nốt cuối cùng để hoàn chỉnh cái bản nhạc, một cái bản hòa tấu về phòng chống Covid mà thôi. Và đây là một cái câu chuyện thực tế của một cái người F0. Anh là một doanh nhân ở tại Thủ Đức và tên là Nguyễn Một. Và có một cái hành trình lội ngược dòng về cái chữ âm tính. Tôi không biết là bây giờ anh có ở trong màn hình không mà. Nếu có thì anh có thể bấm vào nút raise hand và mời anh giao lưu cùng với mọi người xem là cái tâm lý của anh từ cái lúc mà được gọi là tên là F0 cho đến khi mà anh vượt qua cái âm tính cho đến bây giờ, thì anh đã thực hiện như thế nào? Anh Nguyễn Mộc ơi, không biết là anh có ở đây không mà, có thể mở, có thể là bấm nút raise hand lên để cho mọi người có thể biết được không ạ? Ban tổ chức xin xem giùm coi là có ai ha, có ai raise hand được không ạ? Thì trước khi mà kết thúc chương trình, thì sau cái phần của tôi thì anh Nguyễn Một, nếu mà có mặt ở đây thì xin anh cũng cho một số ý kiến để động viên những người anh đã từng là F0, thì anh động viên những người F0, người đồng cảnh ngộ, nó sẽ rất là sâu sắc và ý nghĩa cái cách anh làm. Và có thể là ngày hôm nay thiếu thời gian bởi vì chúng ta có một số cái trục trặc nhỏ ở đầu chương trình, do đó là tôi sẽ đề nghị với mọi người hãy bấm nút like cho cái trang Zbingo ở trên fanpage Zbingo nhé. Khi mà chúng ta bấm nút like ở cái trang Zbingo thì có một cái khẩu hiệu của tôi, đó là gì? Đủ nắng hoa sẽ nở đấy.
chúng ta chuẩn bị đủ thì chắc chắn là cái cuộc đời chúng ta nó sẽ nở hoa, chứ không phải là bế tắc, đúng không ạ? Do đó đó là chúng ta mỗi một ngày từ 12:30 thứ hai tới thứ năm hàng ngày thì tôi đều có những tiết mục giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người và trong những cái chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động và theo yêu cầu của mọi người, bởi vì tôi biết là trong cái thời lượng này có hạn và các bạn còn rất là nhiều điều quan tâm, nên xin các bạn hãy comment vào trong cái trang Zibingo những cái ý kiến của bạn để tôi biết và tôi có thể phục vụ được tốt cho bạn hơn. Và trang này không nhằm mục đích kinh tế, nó chỉ là một cái nhịp cầu nối giữa bác sĩ với là cộng đồng trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động thôi ạ. Do đó mọi người hãy chụp lại cái màn hình này, cái trang Zibingo và bấm vào cái đó nút like ở trên màn hình để có thể nhận được cái thông báo khi mà tôi phát cái chương trình vào lúc 12:30 hàng ngày thứ hai đến thứ năm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình ngày hôm nay và tôi có một cái thông điệp muốn gửi tới các bạn, đó là hãy thật khỏe mạnh để làm những cái việc có ý nghĩa dù bạn là ai. Dù bạn chưa là F0 hay là F0 thì các bạn hãy làm những cái việc có ý nghĩa bởi vì các bạn phải khỏe mạnh. Do đó là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ cũng là gần 10 giờ kém rồi thì tôi không biết là còn một ít thời gian chúng ta có thể hỗ trợ, mà tổ chức có thể hỗ trợ để có những cái câu hỏi nào ở trong cái chương trình này của chúng ta không ạ? Xin các bạn có thể là raise hand, bấm vào cái nút ba chấm á, có cái nút raise hand thì các bác hoặc là anh chị đánh lên cái khung chat thì tôi sẽ biết được để có thể là giải đáp ý kiến cho các anh chị. Phần trình bày của tôi là khá dài đúng không ạ? Do đó là các anh chị cũng gần như là tôi đưa những cái câu hỏi thắc mắc vào trong cái phần bài của tôi luôn để cho các anh chị là đỡ cái phần thắc mắc ở trong cái khung cuối giờ, bởi vì tôi sợ không kịp. Rồi. Các anh chị ơi, các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Bị bệnh suyễn có thể tiêm ngừa được không ạ? Có một bạn hỏi như vậy ha, tôi vừa mới thấy cái câu hỏi. Thì cũng xin báo với các bạn, suyễn là một bệnh dị ứng và nó lại liên quan trực tiếp tới cái đường hô hấp của chúng ta. Do đó các bạn nên nhớ rằng các bạn phải rất là thận trọng và tùy theo cái năng lực giải quyết cái vấn đề tác dụng phản ứng sau khi tiêm của cái đội ngũ ở thực tế ở tại chỗ tiêm ngừa của các bạn, thì người ta có thể quyết định rằng bạn có thể chích ngừa được hay không. Ví dụ tôi hỏi, trong 2 tuần qua bạn có thể ngủ phải thức dậy vào ban đêm một lần nào hay không? Bạn có thể lên cơn suyễn vào trong 2 tuần qua hay không, hoặc 2 tháng qua hay không? Thì tất cả những cái câu hỏi đó khi mà khám sàng lọc thì bác sĩ sẽ hỏi và các bạn nhớ lại rất là kỹ ha. Nếu như các bạn huyết áp hoàn toàn ổn định, các bạn đã chuẩn bị được những cái dinh dưỡng mà bác sĩ đã trình bày ở phần đầu, cũng như là hàng rào bảo vệ miễn dịch, hàng rào số 1, số 2 của các bạn rất là tốt rồi, thì các bạn cũng có thể là bắt đầu tiêm ngừa được. Nhưng mà nên nhớ, cái hiệu lực tiêm ngừa ở một cái người mà có bệnh mãn tính nó giảm hơn so với là một cái người mà có cái sức đề kháng mạnh mẽ ngay từ đầu. Các bạn nhớ cái điều này nha. Rồi. Và các bạn cũng nên nhớ một cái điều là gì ạ? Tâm lý của chúng ta. Đối với một số người mà có cái tâm lý vị kỷ hoặc là than trời, than đất, thì những cái tâm lý đó khiến cho cái bệnh COVID nó có thể trở nên nặng hơn. Và cái hệ miễn dịch của các bạn, cái dinh dưỡng các bạn uống vào nó không nhận ra được. Do đó là chúng ta, cái quan trọng nhất là chúng ta duy trì cái tâm thái của chúng ta. Đó là một cái tâm lý vị tha, một cái tâm lý cho đi và tâm lý cộng hưởng cùng với cộng đồng để mà bảo vệ cùng cái con COVID này. Một cái Ryzen từ một cái iPhone. Tôi không biết tên bạn là gì. Thì có thể hỗ trợ cho bạn mở micro để mà giải đáp, và chúng ta chỉ tập trung vào những câu mà liên quan tới COVID và miễn dịch ở trong cái giai đoạn này thôi các bạn nha, bởi vì thời lượng của chương trình có hạn. Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là tiêm vaccine xong á, thì về nhà có đi tắm liền được không bác sĩ? Có cần phải tắm với nước ấm không? Với lại em muốn hỏi là về nhà có được khò cổ họng với Listerine liền không ạ? Như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe và hiệu quả của vaccine không bác sĩ? Vâng, rất là cảm ơn cái câu hỏi của em. Cái việc là chúng ta có rất là nhiều thời gian để tắm. Tại sao chúng ta không tắm trước khi đi tiêm, mà chúng ta đi tiêm về chúng ta mới tắm, đúng không ạ?
chúng ta cần phải chuẩn bị cơ thể chúng ta sạch sẽ nè, thoải mái nè, tư tưởng chúng ta rất là khoan khoái rồi chúng ta đi tiêm, thì cái vaccine đó vào nó sẽ nhanh chóng nó được đáp ứng bởi cái hệ miễn dịch cơ thể tốt hơn nha bạn nha. Cái thứ hai nữa là khi tiêm về bắt đầu có sốt thì chúng ta mới phải sử dụng tới những biện pháp chườm nóng hoặc là có thể tắm nước ấm. Còn bình thường nếu không có những cái triệu chứng này thì chúng ta làm ơn đừng có tác động nhiều quá vào trong giai đoạn này. Nó giống như là hàng ngày chúng ta không ăn, tự nhiên bây giờ lôi đủ thứ món ra để mà ăn vô thì thật sự là nó không tốt. Và những cái mà tôi gọi là bổ sung đó là bởi vì những cái chất đó nó liên quan tới cái việc là bồi bổ cho cái hệ miễn dịch của mình để tạo ra cái kháng thể cho bạn. Cũng như là nó củng cố cái nền tảng, cái dinh dưỡng, cái cơ thể của bạn. Bởi vì một cái nền nhà vững chắc thì chúng ta có thể xây dựng những cái nền móng bao nhiêu tầng thì chúng ta, cái đó là quyền của chúng ta. Nên cái việc chúng ta là cần phải xây dựng cái bộ mà tôi áp dụng cái bộ sản phẩm vàng đó, gọi là protein WH và omega 3. Rồi, không biết là câu hỏi như vậy thì bạn có hài lòng chưa? Chắc là được rồi ha. Chúng ta sẽ tắm trước khi đi tiêm, rồi về thì chúng ta có thể uống nước ấm và vân vân, cái đó đều được hết nhé. Nằm nghỉ ngơi trong phòng thoáng gió vân vân thì chúng ta đều có thể làm được hết. Rồi, không biết còn cái câu hỏi nào không ạ? Bị ngứa ngoài da có tiêm được vaccine được không bác sĩ? Ngứa ngoài da do một cái nguyên nhân nào? Nhất định là chúng ta nên biết được, bởi vì mỗi một cái cơ thể chúng ta nó có thể dị ứng với rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà đã dị ứng loại này thì không có nghĩa rằng phải dị ứng với loại nọ. Nhưng mà có thể dị ứng loại này cũng có thể liên quan tới cái dị ứng loại nọ. Cái điều này nó không có cái điều gì gọi là chắc chắn. Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn là như vậy. Nên khi mà bạn làm cái test dị ứng á, thì ở trên cái da của chúng ta, hoặc là trong da đùi, hoặc là trên da cánh tay của chúng ta, thì bác sĩ sẽ châm vào trong đó và cấy vào trong đó một cái app, ví dụ phấn hoa nè, mật ong nè, đồ hải sản nè, vân vân. Thì sau một cái thời gian khoảng chừng 2 ngày cho tới 1 tuần lễ thì bác sĩ sẽ dỡ cái miếng đó ra và đọc cái chỗ nào là sưng lên, thì người ta sẽ biết là bạn dị ứng với cái nào. Và khi dị ứng với cái này thì ngừa cái này thôi, chứ không cần phải ngừa cái kia. Bởi vì thực phẩm mà chúng ta cứ ngừa hết, một lát chúng ta sẽ bị suy dinh dưỡng. Và suy dinh dưỡng thì là một cái đối tượng mà con COVID nó rất là thích. Cảm ơn các bạn. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Bị ung thư gan B. Để tôi bấm vào nha. Mẹ em 76 tuổi bị tai biến một năm, bị liệt một ngày, có tiêm ngừa được không? Thì theo tôi nghĩ là 76 tuổi, cái điều quan trọng nhất là bạn củng cố hàng rào số 1 và hàng rào số 2. Bởi vì bác bị tai biến, bác nằm ở nhà, cũng không có ai tới. Và những người mà tiếp xúc ở trong nhà thì cần phải đi tiêm ngừa. Thì cái điều đó nó còn quan trọng hơn. Bởi vì cái người bị tai biến rồi thì đâu có đi đâu đâu. Rồi, người bị ung thư gan B sơ cấp có tiêm được không? Điều này được nha các bạn nha. Được. Bởi vì là viêm gan B nó cũng giống như nhiễm COVID mà F0 vậy đó. Tức là nó không gây bệnh. Thì bây giờ có khi là nó có gây một cái phản ứng chéo về miễn dịch chéo, kháng thể chéo, nó có thể tốt được đấy. Bởi vì cái viêm gan B thì người ta cũng thực hiện bằng cái cách là tiêm ngừa để tạo ra kháng thể. Nhưng mà bản thân cái con viêm gan B á, thì nó sẽ kích thích cái con cơ thể của bạn tạo ra kháng thể sẵn rồi. Và nó lại liên quan, đây là HPV đúng không ạ? Do đó nó liên quan chị em chú bác với cái họ SARS và cái họ COVID này. Và bạn sẽ thuận lợi hơn, tôi nghĩ là bạn thuận lợi hơn. Trừ khi viêm gan B mà nó chuyển sang ung thư gan mà ở cái giai đoạn mà nó bắt đầu là trung bình và nặng, hoặc là có triệu chứng bụng bán rồi, thì chúng ta mới cẩn thận. Và lúc đó chúng ta sẽ xét cái yếu tố là sinh mạng quan trọng hay là cái bệnh lý mãn tính quan trọng. Lúc đó bác sĩ sẽ suy xét cái giai đoạn này, cái vấn đề này. Rồi. Mẹ em bị bệnh nền là sáng chó lâu năm thì tiêm vaccine có phải chuẩn bị liệu trình như thế nào? Tôi nói với các bạn ở trong cái giờ này là cái G và H, từ rửa tay cho tới tắm cho tới dưỡng rất là quan trọng. Hoặc là chúng ta cần phải vệ sinh cái không khí ở chúng ta rất là quan trọng. Đôi khi là có rất là nhiều người nghĩ là mình bị sáng chó. Nhưng mà những người bị sáng chó, nhưng mà thực sự đó là không phải là bị sáng chó, mà là do dị ứng với một cái hóa chất
một cái sản phẩm mỹ hóa mỹ phẩm nào đó ở bên ngoài, nên chúng ta thay đổi bằng những sản phẩm thiên nhiên mà tôi vừa mới mô tả ở trên, thì các bạn sẽ thấy là rất là tuyệt vời. Rồi, những cái người mà bị tụt đường huyết, những người bị tụt đường huyết thì tiêm ngừa có huyết áp thấp có nên tiêm ngừa được hay không? Nên tôi nói là các bạn phải chuẩn bị dinh dưỡng ngay từ tối hôm nay. Các bạn nghe là các bạn có thể chuẩn bị được cái dinh dưỡng các bạn rồi. Bởi vì là không sáng ngày mai mà bạn đi tiêm ngừa nữa thì sao? Thời gian chuẩn bị rất là ngắn, thì các bạn có thể uống một ly sữa, một ly protein hoặc là một ly nước đường, trà đường trước khi đầu vào vòng tiêm. Và đừng có lo lắng quá, khi mà uống trà đường thì các bạn bạn có thể bị tăng huyết áp, nên nó từ cái chỗ tụt huyết áp thành cái chỗ tăng huyết áp là như vậy. Rồi, mẹ em bị sỏi thận khi đang dùng vitamin C có thành phần canxi thì có sao không? Không sao bạn nhé. Bởi vì cái những cái dạng bào chế ở đây là không phải là một cái buổi mà tôi nói về dược lâm sàng. Nhưng mà đứng về cái khía cạnh này thì các bạn tôi có thể giải đáp ở trên cái trang Zibingo. Xin mời các bạn Hà Châu, bởi vì câu hỏi này nó không cấp thiết lắm, thì ngày mai chúng ta có thể trả lời ở trong cái trang Zibingo. Bạn Hà Châu có thể vào fanpage Zibingo bấm nút like nhé. Rồi, viêm khớp dạng thấp dương tính có tiêm được không? Cái người này là vốn là cái đề kháng miễn dịch họ kém đấy, do đó trước khi tiêm thì tốt, nếu mà chúng ta quyết liệt chúng ta muốn tiêm, bởi vì mới có 61 tuổi thôi thì sức chống đỡ còn tốt, thì chúng ta lại gia cố cái sự chống đỡ đó bằng cái bộ dinh dưỡng nền tảng cũng như là những sản phẩm tôi đã miêu tả ở trên. Rồi, bị rối loạn tiền đình có tiêm được vaccine không? Tiêm được bạn nhé, Đào ấy thi. Rồi, chưa có con thì có thể tiêm ngừa được không? Điều hoàn toàn là bình thường. Chỉ có cái là bạn đang có thai thì bạn mới phải khai báo cho để trì hoãn cái việc tiêm ngừa. Và nên nhớ đâu phải là tiêm ngừa là giải quyết hết bệnh đâu các bạn. Nhiều người tiêm ngừa xong vẫn bị bệnh đó thôi, nhưng mà nó nhẹ hơn thôi. Do đó cái cốt lõi chúng ta là khi mà cái hàng rào mạnh hơn nhất ở trong cơ thể của các bạn là hàng rào số 1 và hàng rào số 2. Rồi, một cái câu hỏi khác đó là viêm xoang sàng và rối loạn tiền đình thì có tiêm vaccine được không? Được nha bạn. Rồi, bắt dành thời gian trả lời những người giơ tay. Ok, tôi không thấy ai đang giơ tay. Thành ra là xin chào anh Hội, chuyên gia dinh dưỡng của thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đang cách ly tại nhà ha. Mọi người bây giờ xin rồi Vân Thu Nghệ An. Chào Vân Thu Hoàng Nghệ An, có thể mở micro cho bạn để có thể rồi. Câu hỏi hồi nãy của em là em cũng đang hỏi là cái vấn đề là người phụ nữ mà mang bầu thì có tiêm được vaccine không, nhưng mà lúc nãy bác sĩ trả lời rồi. Đây là đối tượng trì hoãn em nha. Và trong cái giai đoạn trì hoãn đó thì mình cần phải bám vào những cái phao cứu sinh khác, đó là cái sức khỏe nền tảng của mình, bốn nguyên tắc giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt là cái hàng rào thứ hai về những cái loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng mà tôi nói là rất là cần thiết trong cái giai đoạn này ha. Rồi, cảm ơn Vân Thu. Còn Lê Cúc thì câu hỏi gì ạ? Mời Lê Cúc ạ. Alo, chào bạn, cho em hỏi nha tỷ, là em thấy một số người họ đi tiêm vaccine về sau 1-2 ngày thì thường bị đau với là nóng sốt như vậy, thì mình có nên dùng thuốc giảm đau hạ sốt hay không, là mình để như vậy để là mình dùng những cái thực phẩm bổ sung hơn ạ? Khi tiêm vào mà bị sốt thì mình nên nhớ rằng đó là cái phản ứng cơ thể nhìn ra được cái kháng nguyên là thuốc tiêm. Do đó là nếu như mà sốt mà không quá 38 độ thì chúng ta không cần dùng cái paracetamol. Còn nếu như mà nó trên 38 độ thì chúng ta có thể dùng paracetamol với cái hàm lượng là 10mg trên kg cơ thể một ngày, 10 đến 30mg trên kg cơ thể một ngày nhé. Còn trước mắt thì chúng ta cũng có thể là gia tăng thêm cái hàm lượng của vitamin, đặc biệt là vitamin C, thì nó sẽ cũng góp phần hạ sốt cho chúng ta, cũng như là tắm nước nóng, hay là chúng ta dùng những cái nồi sông, những cái biện pháp đồng thời khác, uống nước chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho giải quyết cái sốt, cũng giống như là chúng ta uống para vậy. Và thậm chí là tắm nước nóng thì nó còn hạ sốt còn nhanh hơn cả paracetamol nữa. Đó là cái câu trả lời cùng với chị Lê Cúc nha. Rồi, Ngọc Trinh Hồ Chí Minh. Xin mời Ngọc Trinh ạ. Ngọc Trinh ơi. Dạ bác ơi, cho em hỏi là liter bác là em sẽ xịt vào miệng xong rồi em sẽ ngậm nước vào để em giống như là em ngậm em súc miệng rồi em phun ra thôi đúng không bác? Em đang thắc mắc cái sản phẩm liter.
cái Lister á, thì mình cần, khi mình dùng á, mình không cần phun ra. Hồi nãy tôi nói đó, khi mà mình khi tôi làm cái động tác là tôi thoa lên như thế này, thì những cái chất mà những cái chất mà của Lister nó sẽ tác động lên cái chất bẩn và nó áo cái chất bẩn lại, nó bao bọc cái chất bẩn lại, nên chúng ta nuốt lại, chúng ta nuốt vào thì nó cũng không gây tiêu chảy chúng ta, bởi vì con những cái con đó nó cũng bị diệt chết rồi, hoặc là nó nằm ở dạng là không hoạt động được. Do đó là trong cái mùa Covid, nếu mà bạn sợ thì bạn có thể nhổ ra, bởi vì biết đâu chừng ở trong đó nó có cái con Covid nằm ở trong đó mà. Nên á, cái việc quản lý cái chất thải đó rất là quan trọng, và chúng ta cũng có thể nhổ ra nha. Còn hiệu quả hơn thì chúng ta vẫn là pha Clister vào trong một cái chai nước suối như thế này, thì nó giảm cái chi phí hơn cho cái việc sử dụng của chúng ta. Và chúng ta có thể là khò ngửa cổ, khò có họng với một cái thể tích khoảng 3ml, khoảng 5ml, thì lúc đó nó mới đủ cái lượng thể tích và đủ cái hàm lượng, cái nồng độ, cái chất đó để chúng ta có thể khò cổ và chúng ta nhổ ra ngoài. Sau đó thì chúng ta để lại cái miệng như vậy và chúng ta không xúc lại với nước. Thì đó là một trong những cái hướng dẫn về dùng Lister để cho nó đỡ có bị sen, mà nó vẫn có thể tác dụng được. Còn nếu mà bạn có nhiều Lister xịt thì bạn cũng có thể dùng giống như cái cách bạn vừa mô tả. Rồi xin mời bạn Thuận ạ. Thuận ơi. Con, cho con hỏi là bị tim thì huyết áp là tim phát sinh được không sĩ? Bị cái gì huyết áp ạ? À? Bị tim á. À, bị tim mạch đúng không? Bị tim mạch thì có tim kháng, có tim vaccine được không? Khi mà tim mạch thì nó có ảnh hưởng tới tim mạch như thế nào? Tùy theo cái mức độ ảnh hưởng tim mạch thì khi mình đi tiêm ngừa, mình nên mang theo cái giấy mà mình đang điều trị tim mạch, hoặc là sổ khám bệnh, hoặc là những cái giấy y chứng về mặt tim mạch của mình. Thì lúc đó bác sĩ tùy theo trường hợp cụ thể và xem xét coi là cái yếu tố đó nó có ảnh hưởng tới tim ngừa hay không. Rồi xin mời bạn Hương Hồ Chí Minh ạ. À, bác sĩ ơi, cho em hỏi là cái mà pha Lister mà để mà xúc miệng á, thì cái lượng bao nhiêu là đủ bác? Trung bình á là khoảng 5 đến 7 ml, xin lỗi, 5 đến 7 cm Lister kem đánh răng trên 100 ml nước lọc sạch ha. Ngoài ra thì mình cũng có thể dùng cái dung dịch Bovidin 3% để súc miệng, nhưng mà Bovidin thì bây giờ bạn ra ngoài mua thì nó cũng rất là khó. Có nhiều người thì khò bằng nước muối, thì nên nhớ đó là cái dung dịch nước muối bằng sinh lý 0.9% thôi, chứ đừng có pha đậm đặc quá. 0.9% là sao? Là 1 lít nước muối mình nhúm 3 cái ngón tay lại và đụng bao nhiêu muối thì nó là khoảng tương đương với 0.9%, tức là cái độ đó rất là nhạt, chứ không phải là nặng. Càng pha nhiều thì nó sẽ bị giọt cái niêm mạc họng lại, và nó lại là nhám cái niêm mạc họng. Và khi nó nhám cái niêm mạc họng thì nó làm cho cái con vít dễ bám vào và xuyên thẳng vô máu luôn. Rồi, mời một cái câu hỏi nữa, đó là của ở dưới cái giải đáp ha. Bác sĩ Triệu Hoàng Tĩnh, bác sĩ cho em hỏi, khi tiêm xong mà cơ thể không có bất kỳ một phản ứng gì hết thì kháng thể của cơ thể tốt hay xấu? Nó có hai cái trường hợp mà tôi đã giả định ở trong cái trường hợp trên. Một là cơ thể của mình nó rất là tốt, nên nó sẽ vô đó và nó sắp xếp luôn dựa vào cái bề mặt của cái vaccine người ta mô phỏng ở trong cái tiêm ngừa, để nó dàn xếp luôn cái tỷ lệ và nó nhanh chóng, nó có đủ cái lượng protein, nó tạo ra kháng thể luôn, khiến là cho chúng ta là chúng ta không thấy cái triệu chứng, không thấy cái triệu chứng là tác dụng phụ khó chịu. Chúng ta không có thấy triệu chứng tác dụng phụ khó chịu không có nghĩa là phản ứng miễn dịch nó không xảy ra trong cơ thể chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta quá khỏe đi, nó giống như là một cái người mà tập tạ rồi, thì họ mang 50kg nó rất là nhẹ. Còn mình đó là cái người bình thường, mình xách 30kg là mình đã xỉn miễn rồi. Nó là giống như vậy. Rồi. Anh Hùng ơi, có một câu hỏi. Cô này 62 tuổi. Nói là cơ thể mình không có tự tin về sức khỏe đó, rồi không có thấy triệu chứng về sức khỏe, nên là mong anh Hùng cho một lời khuyên để cô có nên tiêm vaccine hay không. Như tôi nói ở trên về cái ý kiến về cái tâm thái của mình, khi mà bạn tâm trong lòng bạn sao động thì hệ miễn dịch của bạn tự động nó sẽ bị suy yếu, cho dù bạn là một cái người dùng dinh dưỡng rất là dồi dào, nhưng mà khi mà bạn có một cái tư duy đang là hoang mang tiêu cực thì
cái dinh dưỡng nó cũng không thể hấp thu vô cơ thể các bạn, hoặc là nó hấp nó vô cơ thể các bạn nó cũng không phát huy tác dụng bằng giống như là những cái người khác. Thành ra là tôi nói các bạn, tất cả sống chết thì nó đều có số, nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, không phải là ở đây chúng ta nói chuyện là thí mạng cho chuyện sống chết, nhưng mà chúng ta nói một cái chuyện là gì ạ? Hãy đón nhận tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình, và với cái tâm thái là vị tha, tâm thái cho đi, tâm thái sẵn sàng, tâm thái nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ tiêm vào và vaccine cũng như là hàng rào bảo vệ số 1, số 2 chúng ta nó dồi dào hơn và vaccine nó sẽ an toàn hơn khi mà chúng ta tiêm. Đó là cái tâm thái. Còn nếu mà cô vẫn cảm thấy là cái tâm thái bất an thì khuyên cô một lời khuyên là hãy trì hoãn cái việc tiêm và quay trở lại bảo vệ cái hàng rào số 1, số 2 giống như là bác sĩ nói. Rồi. Còn Hương Hồ Chí Minh còn câu hỏi nào đúng không ạ? Cậu thấy vẫn còn đang giơ tay ạ? Dạ không ạ, để em. Cảm ơn em. Rồi. Có một cái câu nữa đó là bác sĩ cho em hỏi, gia đình em bị dương tính COVID và đã về âm tính, nhưng khi kiểm tra antibody thì không có. Kiểm tra về antibody thì không có. Cái này thì thật sự là bạn đang được nhà nước rất là ưu ái để thử luôn cái lượng kháng thể đấy. Thật sự thì bác sĩ chúng tôi cũng được tiêm ngừa 2 mũi rồi, cũng đã làm real-time PCR rất là nhiều lần âm tính, nhưng mà cũng không ai thử kháng thể của chúng tôi. Kháng thể của mỗi một người tại sao lại không có đặc hiệu như thế này, thì chúng ta phải xem xét lại là cái cơ sở dữ liệu nó có chính xác hay không. Chúng ta nên nhớ lại cái vấn đề này. Cái điều thứ hai đó là thực sự là tôi chưa nghe là trong cái mùa này ở Việt Nam mà lại có đo cái lượng kháng thể. Do đó tôi không biết là trường hợp của bạn như thế nào. Thì tôi rất là mong là bạn bấm nút like vào trong cái fanpage Cbingo để ngày mai chúng ta có thể nói với nhau tiện hơn. Hoặc là các bạn có thể là trên đó thì các bạn có thể inbox và tôi đủ thời gian để trả lời cho các bạn hơn. Còn bây giờ thì ở cái khung khổ này giống như là mình trả lời nhanh thôi. Còn trường hợp của bạn rất là đặc biệt, bạn đã đi chuyên, rất là chuyên sâu vào trong cái miễn dịch rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã cho cái câu hỏi này. Vâng, cũng 10 giờ rồi. Thành ra là thời lượng chương trình thì cũng hết. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các bạn. Mặc dù có một số cái trục trặc ban đầu về không gian ha, nhưng mà chúng ta cũng đã vào gặp mặt nhau ở đây. Và chúng ta vẫn cho nhau một điều đó là gì ạ? Dù ở nhà, dù bạn là ai, thì chúng ta vẫn phải phòng chống COVID giống như là theo chỉ thị của nhà nước, chỉ thị 16. Và nếu như mà chúng ta được tiêm ngừa thì đó là một cái điều may mắn để gây ra cái hàng rào thứ ba và miễn dịch đặc hiệu. Còn tất cả mọi người chúng ta trước khi có được tiêm ngừa hoặc là sau khi được tiêm ngừa thì tất cả mọi người đều hãy gia tăng củng cố hàng rào bảo vệ số 1 và số 2, đó là da, niêm, biểu mô, cũng như là củng cố cái mạch cầu, cái tiểu cầu bằng cách là gì? Chúng ta nạp vào trong cơ thể chúng ta những cái chất cần thiết để cho cái hệ dinh dưỡng của chúng ta nó dồi dào và cân đối, để cho chúng ta có thể xây dựng được cái hệ miễn dịch tự nhiên trước khi mà chúng ta có thể được tiêm ngừa. Còn chẳng may chúng ta đã mắc phải hoặc là chúng ta đang là F0 thì chúng ta cũng nên nhớ rằng hàng rào số 1 và số 2 nó vẫn còn ý nghĩa nguyên ở đó, bởi vì nó có thể là nó làm giảm đi cái sự xâm lấn tiếp theo của cái con COVID của chúng ta, khiến là các bạn có thể là tôi biết là có một cái trường hợp F0 cũng đã từng gọi cho tôi nói là bác sĩ ơi, em rất là mừng là khi mà bác sĩ chỉ cho em uống cái vitamin C á, và protein á, bạn này chỉ uống có 2 món thôi, thì sau một tuần bạn đã âm tính trở lại. Và có một cái trường hợp mà cũng bạn tôi mà trước khi xảy ra thì sau 14 ngày thử 2 lần đều là âm tính trở lại. Thì có thể là khi mà chúng ta đầy đủ dinh dưỡng hơn, nó gây ra một cái hiệu ứng rất là tốt này. Cũng chưa có một cái nghiên cứu chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ gây ra được cái phản ứng chính xác như kia, nhưng mà trong những cái trường hợp cụ thể như vậy, để cho chúng ta thêm một cái niềm tin rằng cái vũ khí để chúng ta chống lại cái con COVID nó đã đang hiện hữu ở kế bên chúng ta, chỉ có là chúng ta quyết định lựa chọn ngày hôm nay không phải là cái ngày để cho chúng ta có thể ẵm các em ấy về nhà hoặc là bưng em ấy khui nhãn ra để mà uống hay không thôi. Do đó là chúc mọi người đêm nay ngủ ngon ha. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục hưng phấn lên, lạc quan lên.
tất cả rồi nó sẽ qua đi và chúng ta lại gặp gỡ nhau sau đại dịch mọi người nhé.